Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 6. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ khuôn mặt xanh mét của Mục Vạn Thịnh và cuộc điện thoại qua loa có lệ vừa rồi cũng có thể đoán được là chuyện đấu đá lẫn nhau trong công ty. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn chưa cần nói chuyện với Mục Vạn Thịnh, yên lặng đi theo phía sau ông ta làm hồ sơ. Có lẽ do có Dương Bách Xuyên ở đây, trong điện thoại Tiểu Chu không cho Mục Vạn Thịnh chút mặt mũi, làm cho ông ta thẹn quá hóa giận, cảm thấy mất mặt. Lúc đi ra khỏi văn phòng còn giải thích với Dương Bách Xuyên một câu, chỉ là một viên chức nhỏ trong công ty, ỷ vào có chút quan hệ với họ Ngô, không biết chính mình họ gì. Dương Bách Xuyên chỉ cười không nói, cũng không biết nói tiếp như thế nào. Đối với họ Ngô trong miệng Mục Vạn Thịnh, cũng đoán được có lẽ đó là giám đốc chính quy của bộ nhân sự. Nhìn qua có vẻ giám đốc Ngô này và phó giám đốc Mục Vạn Thịnh này không hợp nhau. Dương Bách Xuyên không cảm thấy ngạc nhiên. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào có người nơi đó có tranh đấu, nói gì trong công việc. Thương trường như chiến trường, công việc cũng như vậy, đóng cửa lại, ở cùng một tòa công ty, chính là một xã hội thu nhỏ. Vĩnh viễn không thiếu sự tranh đấu giữa người với người. Mục Vạn Thịnh nổi giận đùng đùng dẫn Dương Bách Xuyên đi đến một nơi làm công, rộng gần 300 mét vuông. Mỗi người được ngăn cách bởi một ô vuông. Nơi này chính là khu làm công bình thường của một công ty bán đấu giá dưới trướng tập đoàn Triệu Thị. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng gần 100 người ngồi ở đây để làm công. Mục Vạn Thịnh trực tiếp đi đến, một người phụ nữ mặc váy ngắn công sở, tầm 30 tuổi, ở trong mắt Dương Bách Xuyên người phụ nữ này trang điểm đậm môi đỏ, dáng người rất đầy đặn, đang ngồi trước máy tính, mở ra một trang mua sắm, không bận rộn giống như những gì nói trong điện thoại. Dương Bách Xuyên thầm than một tiếng, thật sự đối phó qua loa với Mục Vạn Thịnh. Người phụ nữ này chính là Tiểu Chu, một viên chức nhỏ trong miệng Mục Vạn Thịnh, nhìn từ xa cũng có vài phần nhan sắc. Cô ta không phát hiện ra Mục Vạn Thịnh đã đến, vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chu Tiểu Lệ, cô thật sự rất bận. Mục Vạn Thịnh đè nặng âm thanh. Đột nhiên bị Mục Vạn Thịnh xuất hiện từ phía sau dọa sợ, Chu Tiểu Lệ cuống quýt tắt trang web. Đứng lên nói, Mục Mục. Giám đốc Mục, tôi đang. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Mục Vạn Thịnh ngắt lời, đừng nói là cô đang làm việc đó, hừ. Giám đốc Mục, tôi. Chu Tiểu Lệ lắp bắp. Đây là Dương Bách Xuyên, đồng sự mới đến, lập tức xử lý hồ sơ nhập chức cho cậu ấy, đừng tưởng rằng leo lên được với cái tên họ Ngô kia tôi không xử lý được cô. Một viên chức nho nhỏ mà thôi, ra vẻ đắt kỷ gì chứ. Mục Vạn Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng, không cho Chu Tiểu Lệ một chút mặt mũi nào. Trên thực tế Chu Tiểu Lệ thực sự rất sợ Mục Vạn Thịnh, cho dù cô ta và giám đốc Ngô có quan hệ hay không, Mục Vạn Thịnh chính là phó giám đốc, cô ta không đấu lại. Lúc này trong lòng Chu Tiểu Lệ cũng rất dày vò, cô ta làm theo chỉ thị của giám đốc Ngô, không để ý đến Mục Vạn Thịnh. Bảo cô ta tận lực không làm việc cho Mục Vạn Thịnh, nhưng không nghĩ đến Mục Vạn Thịnh sẽ tự mình tìm đến. Cô ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn giữa giám đốc và phó giám đốc, nhưng không ngờ được Mục Vạn Thịnh tự mình tìm đến. Cô ta còn không dám trắng trợn táo bạo đối nghịch với Mục Vạn Thịnh, vừa định trả lời Mục Vạn Thịnh tôi làm ngay đây, một âm thanh vang lên làm cho Chu Tiểu Lệ vui vẻ trong lòng. Lão Mục, chuyện gì mà tức giận đến mức như vậy? Ha ha! Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mập mạp, tầm 40 tuổi đi đến, nhìn Mục Vạn Thịnh với ánh mắt mỉa mai. Mục Vạn Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng, giám đốc Ngô, tôi dẫn một đồng sự đến ghi hồ sơ. Trả lời một câu không mặn không nhạt. Giọng điệu của hai người đều lạnh, nhưng trên mặt đều mang theo ý cười. Lúc này Chu Tiểu Lệ đứng một bên vui mừng kêu lên, giám đốc Ngô. Nhìn qua giống như tìm được chủ nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý. Họ Ngô mập mạp nở một nụ cười mịt mờ với Chu Tiểu Lệ, sau đó nhìn về phía Mục Vạn Thịnh nói, đồng sự. Tôi thấy hình như là thực tập sinh, trải qua quá trình phỏng vấn chưa? Lúc này trong mắt Chu Tiểu Lệ tràn đầy sự đắc ý, liếc nhìn Dương Bách Xuyên và Mục Vạn Thịnh, nói với giám đốc Ngô, không có, phỏng vấn mấy ngày nay, tôi không có chút ấn tượng nào về người này cả. Mỗi một người đến phỏng vấn tôi đều có ấn tượng. Lão Mục, chuyện này cậu làm không đúng rồi, công ty có quy củ của công ty, cậu trắng trợn táo bạo sắp xếp người vào làm như vậy không phù hợp với quy củ. Nói đến câu sau, sắc mặt giám đốc Ngô lạnh xuống.
Mục Vạn Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng, thật sự Dương Bách Xuyên không trải qua quá trình phỏng vấn, đây là sinh viên tài giỏi được tôi chiêu mộ đặc biệt. Cậu ấy là sinh viên đứng đầu của khoa lịch sử của Học viện Cố Đô, trước kia công ty cũng chiêu mộ đặc biệt những người giỏi, không lẽ bộ nhân sự chúng tôi đi đến các trường đại học chiêu mộ nhân tài cũng sai? Ha ha, giám đốc Ngô lạnh lùng nở nụ cười, nói, lão Mục, không thể không nhắc nhở cậu một câu, cậu là phó giám đốc. Hơn nữa chuyện chiêu mộ đặc biệt là quy củ trước đây, quy củ bây giờ đã được sửa lại từ lâu. Về sau chỉ cần là người tiến vào công ty, không quan tâm là thực tập sinh hay không, đều phải đi theo quy trình của công ty. Đây là quy định được đặt ra từ lâu, không lẽ phó giám đốc nhân sự như cậu lại không biết điều này? Nếu không biết tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện cậu có còn thích hợp ngồi trên vị trí này hay không, tôi sẽ báo cáo lại tình huống của cậu cho tổng giám đốc, rất nghiêm trọng hơn nữa. Ai biết tên nhóc này là gì của cậu, ha ha, không phải là con trai riêng của cậu chứ. Ha ha. Mục Vạn Thịnh tức giận, ông, Ngô Mập Mạp ông. Dương Bách Xuyên nghe thấy họ Ngô Mập Mạp này dám công kích Mục Vạn Thịnh, cũng làm cho chính mình không làm cũng trúng đạn. Híp hai mắt lại, cho dù từ bỏ phần công tác thực tập này, hôm nay cũng phải dạy bảo lão già mập chết tiệt này. Hai người cãi nhau gay gắt cũng làm cho các nhân viên công tác xung quanh vây xem. Mắt thấy một màn kịch mở màn, tất cả mọi người mở to mắt, chuẩn bị xem trò vui. Đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị đánh người, một âm thanh vang lên, làm cho mọi người trở về chỗ ngồi của chính mình. Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân thể của Mục Vạn Thịnh và Ngô Mập Mạp cứng đờ lại. Bởi vì khu làm công vang lên tiếng kêu. Gâu gâu. Tiếng kêu liên tiếp, là tiếng chó sủa. Thấy biểu tình của toàn bộ nhân viên khu làm công run lên sợ hãi. Hình như rất sợ tiếng sủa của con chó này, điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kỳ quái trong lòng. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một con chó lông vàng chạy về phía anh. Nhìn qua hình như mục tiêu là anh, điều này làm cho Dương Bách Xuyên lui về phía sau vài bước. Nhưng anh lại không cảm thấy sự ác ý nào từ trên người con chó này, ngược lại tản ra sự vui sướng, làm cho người không thích chó từ nhỏ như Dương Bách Xuyên dừng lại đứng tại chỗ. Nhìn kỹ là một con chó lông vàng, hơn nữa hình như có chút quen thuộc. Gâu gâu gâu. Con chó vàng phát ra tiếng sủa vui sướng, chỉ mấy giây đã cách Dương Bách Xuyên khoảng 3 mét. Lúc này cả người của Dương Bách Xuyên đã bị chấn động mạnh, cuối cùng anh cũng biết tại sao con chó lông vàng này lại quen thuộc đến vậy. Thì ra con chó lông vàng này chính là con chó anh cứu ra từ trong hồ nước của công viên Cố Đô. Bộ dáng và khí thức của nó đã in sâu trong đầu của Dương Bách Xuyên. Lúc trước nếu không phải cứu con chó này, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không có được hồ Càn Khôn, không chiếm được hồ Càn Khôn sẽ không có gặp được nguyên thần của sư phụ Vân Thiên Tà. Không có sư phụ Vân Thiên Tà, anh sẽ không tu chân, trong đầu sẽ không có được các loại bí điển y thuật truyền thừa của sư phụ. Không có những truyền thừa đó, sẽ không có nhà xe như bây giờ, càng không có tiền tiết kiệm mấy trăm vạn trong thẻ ngân hàng, và công ty Vân Kỳ. Cũng chính vì cứu con chó lông vàng này, sau khi lấy được hồ Càn Khôn cắt máu nhận chủ, dẫn đến chết đuối, cuối cùng Triệu Nam đang tìm kiếm con chó cứu. Hơn nữa vì cứu anh, Triệu Nam đã hô hấp nhân tạo cho anh, nụ hôn đầu tiên của anh không có. Nhớ lại tất cả, Dương Bách Xuyên cảm thấy trời cao đối xử không tệ với anh. Về con chó này và Triệu Nam, người đã cứu anh đã in sâu trong đầu của anh cùng với ngày sư phụ Vân Thiên Tà tỉnh giấc truyền thụ cho anh. Hơn nữa trước nay chưa từng quên, nhớ rõ lúc đó trước khi đi Triệu Nam đưa cho anh một tấm danh thiếp. Nhưng lúc đó bị bạn gái vả mặt, tâm trạng của anh hạ xuống, tiện tay cất trong túi, kết quả lúc nhớ đến đi tìm lại không tìm thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất muốn gặp lại người phụ nữ giống như nữ thần kia, tưởng rằng không có duyên phận, nhưng lúc này lại gặp được con chó lông vàng của cô, cũng có nghĩa rằng cô cũng ở gần đây đúng không? Trong lòng vừa nghĩ như vậy, con chó lông vàng đã nhào vào trong người anh, vui sướng ngửi, bắt đầu vây quanh anh, giống như chưa từng quên ân nhân cứu mạng này vậy. Tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt, ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của con chó lông vàng, chào hỏi nó. Đúng lúc này, bên tai truyền đến từng tiếng thăm hỏi. Tổng Giám đốc, chào buổi chiều. Nhân viên công tác khu làm công liên tục mở miệng chào hỏi. Dương Bách Xuyên vừa nâng đầu lên, ngay sau đó trong lòng vô cùng kích động, cả người run lên.
Người xuất hiện trước tầm mắt của Dương Bách Xuyên chính là Triệu Nam, là cô gái lúc trước đã cứu anh. Khác với ngày gặp nhau ở công viên, hôm nay Triệu Nam mặc một bộ Âu phục nhỏ có các hình vẽ màu lam, tóc búi ra phía sau, đằng sau cô ấy còn cả 7-8 nam nữ, trên mặt không có chút cảm xúc nào, rất lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ giống như là một nữ tổng giám đốc bá đạo. Trên đường đi theo Triệu Nam có từng tiếng nói chuyện về tổng tài rất tốt, có tiếng chào buổi chiều với tổng giám đốc, trong lòng Dương Bách Xuyên rung động. Không ngờ cô ấy lại là chủ tịch của công ty này, hơn nữa lại còn là một tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy. Đối mặt với cô ấy, Dương Bách Xuyên và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, anh thấy được rõ sự sửng sốt trên mặt cô ấy, trên mặt vốn đang nghiêm túc lạnh lùng vậy mà lại hòa tan nở một nụ cười bình thường. Anh, là Dương Bách Xuyên, giọng nói của cô ấy vẫn dịu dàng và dễ nghe. Dương Bách Xuyên không ngờ cô ấy lại còn nhớ rõ mình. Một giây trước trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để chào hỏi với cô ấy, nhưng sau một giây người ta đã gọi thẳng ra tên của mình. Điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên ít nhiều có chút kích động. Khi anh nhìn thấy Triệu Nam, trong đầu Dương Bách Xuyên không kìm lòng được mà nhảy ra cảnh tượng cô ấy hô hấp nhân tạo cho mình, lúc đấy mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy. Nghĩ đến đây, mặt của Dương Bách Xuyên có hơi đỏ lên, mở miệng nói, không ngờ cô Triệu còn nhớ tôi. Ha ha, tôi làm sao có thể quên, lúc trước tôi cũng trả lại cho anh. Suýt chút nữa thì Triệu Nam đã nói ra câu lần trước tôi còn làm công nhân hô hấp nhân tạo cho anh, nhưng khi lời nói đến bên miệng mới có cảm giác không đúng, vội vàng dừng lại, hơi đỏ mặt nói, anh cứu vượng tử nhà tôi, đương nhiên là tôi sẽ nhớ rõ anh. Trong lúc hai người nói chuyện, tất cả nam nữ trong khu văn phòng đều sợ ngây người, nhất là Mục Vạn Thịnh, sau khi ông ta phản ứng lại thì trong lòng rất mừng rỡ. Trong đội ngũ của công ty, Mục Vạn Thịnh lựa chọn ở bên cạnh tổng giám đốc xinh đẹp hơn nữa, đó cũng là cổ đông sau lưng ông ta, tuy ông ta là giám đốc nhân sự nhưng vẫn chưa nhận được sự tín nhiệm trước mặt của nữ tổng giám đốc. Một giây trước ông ta còn bị sự tức giận của Ngô Mập Mạp làm cho toàn thân phát run, nhưng đến giờ khắc này lại phát hiện Dương Bách Xuyên và nữ tổng giám đốc có quen biết nhau, ngay lập tức 3.000 lỗ chân lông toàn thân của Mục Vạn Thịnh đều được giãn nở, vui sướng đến mức không nói nên lời. Mục Vạn Thịnh rất may mắn khi biết Dương Bách Xuyên, hơn nữa hôm nay còn vì anh mà cãi nhau với Ngô Mập Mạp, có mối quan hệ này, với lại còn thân thiết với Dương Bách Xuyên, chẳng phải khi thân thiết với Dương Bách Xuyên thì sẽ thân cận được với nữ tổng giám đốc hay sao, sau đó ông ta có thể đạt được sự tín nhiệm của nữ tổng giám đốc rất nhanh thôi, tương lai sáng lạn nha. Còn về phần nhậm chức của Dương Bách Xuyên, giờ phút này đã không còn là vấn đề nữa, đừng nói thực tập cho dù là phải sửa lại làm việc chính thức cũng có thể. Tên Mục Vạn Thịnh ở trong công ty cũng là người lão luyện, lúc nãy vừa mới nhìn thấy tổng giám đốc từ trước đến nay ở công ty đều là một mỹ nữ lạnh lùng, thế mà nữ tổng giám đốc quanh năm đều là một tảng băng, khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên lại nở một nụ cười hiếm thấy, từ đó có thể phân tích ra quan hệ của hai người chắc hẳn là không phải xa lạ. Sau đó khi ông ta nhìn thoáng qua Ngô Mập Mạp, trong ánh mắt Mục Vạn Thịnh lộ ra vẻ đắc ý, đừng nhìn Ngô Mập Mạo có mấy cổ đông đằng sau chống lưng thì trước mắt rất cường thế. Nhưng vật thì sao chứ? Dù có mạnh mẽ hơn nữa nhưng mà có thể đoạt được chức của nữ tổng giám đốc sao? Đợi lát nữa hãy xem ông đây thể hiện uy phong trước mặt ông như thế nào. Trong lòng Mục Vạn Thịnh nghĩ vậy. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng nữ tổng giám đốc hỏi Dương Bách Xuyên, anh đến công ty chúng tôi là... Dương Bách Xuyên muốn quay lại vấn đề của Triệu Nam, còn Mục Vạn Thịnh đứng ở một bên cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội nói chuyện. Mục Vạn Thịnh vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, tổng giám đốc là như vậy, Dương Bách Xuyên là sinh viên chủ chốt của khoa lịch sử trong học viện Cố Đô, mà hiện nay công ty chúng ta rất thiếu nhân tài lập hồ sơ và giám định đồ cổ. Mà điều kiện về các phương diện khác của Dương Bách Xuyên đều phù hợp, thành tích lại xuất sắc, cho nên tôi cố ý mời cậu ấy đến công ty. Mà cũng không phải, hôm nay tôi đưa Dương Bách Xuyên đến để làm thủ tục nhậm chức, nhưng giám đốc Ngô lại không cho. Dương Nghị Vân thật sự là nhân tài công ty chúng ta cần, tôi hy vọng cậu ấy có thể ở lại, hơn nữa bây giờ chỉ là thực tập mà thôi mà quản lý Ngô cũng không cho phép, nếu như vậy thì sau này chúng ta sẽ rất khó mời chào nhân tài. Mục Vạn Thịnh nắm lấy cơ hội, nửa thật nửa giả, tránh nặng mà nhẹ nhàng hung hăng tố cáo Ngô Mập Mạp ở trước mặt nữ tổng giám đốc. Triệu Nam nghe Mục Vạn Thịnh nói từ từ gật đầu, còn Ngô Mập Mạp lúc này thì rất sốt ruột, tức giận đến cả người phát run. Ông ta không nghĩ tới Mục Vạn Thịnh có thể vô sỉ như vậy,
tại sao ông ta lại không nói Dương Bách Xuyên tiến vào không phù hợp với quy trình của công ty chứ? Lúc này ông ta lại nói, Tổng Giám đốc Mục Vạn Thịnh là đang lấy quyền dùng vào việc riêng, đã làm không tốt, hơn nữa nhớ đâu Dương Bách Xuyên này là họ hàng thân thích thậm chí là con riêng của ông ta, ngay cả thủ tục bình thường cũng không làm mà đã sắp xếp cho người đến công ty, tôi cũng chỉ làm việc dựa theo quy trình của công ty. Bốp! A! À. Ngô Mập Mạp còn chưa nói xong đã bị Dương Bách Xuyên híp mắt trực tiếp đánh cho một quyền vào mặt, ngay lập tức ngất đi. Năm lần bảy lượt cái tên Ngô Mập Mạp chết tiệt này cứ nói anh là con riêng của Mục Vạn Thịnh, những lời này ở trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên. Bản thân Bách Xuyên nghĩ đến chính là đang làm nhục ba mẹ cho nên không chút suy nghĩ trực mà dùng lực trực tiếp đánh ra một quyền này đánh vào miệng làm ông ta bị gãy mấy cái răng, hơn nữa còn làm cho Ngô Mập Mạp ngất xỉu. Đánh xong cuối cùng cũng đã giải được hận thù. Toàn bộ văn phòng đều trợn tròn mắt bởi vì lời nói của Ngô Mập Mạp thật sự là rất khó nghe, nhưng cũng không đến mức ra tay như này, ông ta chính là giám đốc chính quy của bộ phận nhân sự công ty, đi ra ngoài cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng mà điều càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là tính tình của Dương Bách Xuyên này quá là có chút máu me hoặc là có thể nói tính tình quá nóng này. Hiện tại cần phải nhìn xem Tổng Giám đốc xinh đẹp sẽ xử lý như thế nào. Mọi người đều biết rất rõ ràng người tên Dương Bách Xuyên này có quen biết với người đẹp Tổng Giám đốc nhưng một cú đánh ngã Giám đốc Ngô thì nhìn ở một mức độ nào đó cũng coi như là đang đánh vào mặt Tổng Giám đốc. Mục Vạn Thịnh càng kinh ngạc hơn, ông ta tuyệt đối không ngờ tới người nhìn qua thì có vẻ là nhã nhặn, nhưng với khí thế vô cùng bạo lực cộng với tính cách nóng nảy như thế của Dương Bách Xuyên thì lần này có hơi khó làm. Mà Dương Bách Xuyên thì lại không hề có áp lực tâm lý, đó là sự lựa chọn của anh. Cho dù lần này Ngô Mập Mạp lên tiếng nhưng không sỉ nhục ba mẹ thì anh vẫn sẽ đánh, nếu như hôm nay không phải là nể mặt Triệu Nam thì đối với Ngô Mập Mạp không chỉ là một quyền đánh đến ngất xỉu kia đâu. Lắc lắc nắm đấm xoay người, Dương Bách Xuyên cười nhìn Triệu Nam nói, thật ngại quá, không nhịn được tôi lại đánh người của cô rồi. Phốc, Triệu Nam nghe được những lời này của Dương Bách Xuyên thì không khỏi bật cười, sau đó vội vàng thu lại, nếu không phải hiện trường có quá nhiều người thì chắc chắn cô ấy sẽ cười to. Lập tức căng mặt nói với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng ở bên cạnh, thư ký ngài tìm người đưa quản lý Ngô đến bệnh viện. Vâng, thư ký vội vàng gật đầu. Sau đó Triệu Nam lại nói với Mục Vạn Thịnh, làm thủ tục nhậm chức cho Dương Bách Xuyên không cần thực tập cứ trực tiếp dựa theo đãi ngộ của nhân viên chính thức mà làm. Hả, ồ, được rồi, tôi sẽ làm việc ngay bây giờ. Mục Vạn Thịnh có hơi kinh hãi, ông ta không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Tổng Giám đốc xinh đẹp này không chỉ không tức giận với Dương Bách Xuyên mà ngược lại để anh trực tiếp một bước vào vị trí. Kinh ngạc qua đi chính là niềm vui, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người Dương Bách Xuyên và nữ Tổng Giám đốc quả nhiên không phải là xa lạ, chuyện này đối với ông ta mà nói là một chuyện tốt. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng có hơi bất ngờ, sau khi đánh Ngô Mập Mạp xong thì anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý không được vào công ty Triệu Nam, nhưng mà nhìn vào hiện tại dường như cô ấy không có tức giận. Đúng lúc này Triệu Nam căng mặt nhìn về phía anh, nói anh đi theo tôi. Nói xong, cô ấy xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên sờ đầu, ý bảo Mục Vạn Thịnh chờ mình một chút rồi đi theo phía sau Triệu Nam. Đi theo phía sau Triệu Nam trực tiếp đi đến khu văn phòng phía đông cuối hành lang, nơi này là văn phòng của Tổng Giám đốc, rất lớn, chỉ riêng phòng khách cũng đã gần 100 m², còn có phòng tập thể dục, phòng nghỉ quán cà phê vân vân, tất cả đều có đầy đủ. Trực tiếp ngồi ở khu nghỉ ngơi, sự nghiêm túc lạnh lùng trên mặt Triệu Nam tản đi, nhìn Dương Bách Xuyên mỉm cười hỏi uống trà hay cà phê. Dương Bách Xuyên bị biểu cảm lạnh lùng của Triệu Nam làm cho có hơi sốt ruột, nghe cô ấy hỏi, anh mới ho khan một tiếng nói uống trà đi. Tôi cũng thích uống trà, cô ấy mỉm cười và nói, thư ký ngài đã pha một ấm trà Long Tỉnh. Sau khi nói xong mới cười hỏi Dương Bách Xuyên, có phải rất kỳ lạ hay không? Chuyện tôi không trách anh. Đúng là có hơi kỳ lạ, ha ha. Dương Bách Xuyên cười. Thời gian tôi tiếp nhận công ty không bao lâu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người quan sát hộ tôi, có một số cổ đông không phục Tổng Giám đốc là nữ hơn nữa còn chưa tới 24 tuổi như tôi, hợp lại cùng một chỗ muốn làm khó tôi, cấp dưới bọn họ cũng có một số người như thế, Ngô Mập Mạp kia chính là một trong số đó. Tính toán thời gian cũng đã đến lúc thu lưới.
cho nên cho dù hôm nay anh có đánh Ngô Mập Mạp hay không thì tôi cũng sẽ loại trừ ông ta ra khỏi công ty, cho nên không sao cả. Hơn nữa hai chúng ta cũng coi như là bạn bè, dù sao cũng phải cho anh một chút mặt mũi đúng không, ha ha. Giờ phút này khi Triệu Nam nói chuyện với Dương Bách Xuyên giọng điệu rất thoải mái tự nhiên. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, có lẽ đây mới là con người của cô ấy, khuôn mặt lạnh lùng như băng lúc trước của cô ấy đều là cho cấp dưới xem. Nghe cô ấy nói xong, dù sao Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy có chút không hay, mở miệng nói, cũng là do tôi có hơi xúc động sẽ không gây phiền phức gì đến cho cô chứ. Triệu Nam lắc đầu, không, được rồi không nói đến Ngô Mập Mạp nữa mà nói về anh, lần trước tôi quên mất cần phải xin số điện thoại của anh, vốn dĩ muốn mời anh đi ăn cơm để thể hiện sự cảm ơn với cả danh thiếp để lại cho anh cũng không có gọi tới, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại gặp mặt như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, khi gặp được anh tận hai lần, hơn nữa anh cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Lần đầu tiên gặp phải anh là khi anh cứu Vượng Tử nhà tôi, ngược lại tôi cứu anh, với cả lần đó anh còn thất tình. Hôm nay là lần thứ hai anh lại còn đánh nhân viên công ty tôi trước mặt tôi, thể hiện một mặt bạo lực, ha ha, thật là thú vị. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên nghe Triệu Nam nói chuyện, xấu hổ không thôi. Cái nhìn của Triệu Nam về Dương Bách Xuyên vẫn dừng lại ở thời túng quẫn, cho nên cô ấy dứt khoát cho anh đãi ngộ của nhân viên chính thức, có thể giúp thì cứ giúp một tay. Triệu Nam không giống những người khác, mặc dù cô ấy tiếp nhận nền giáo dục cao cấp nhưng lại tin vào duyên phận, bình thường làm việc cũng xem duyên phận. Với Dương Bách Xuyên cũng vậy. Hai người trò chuyện, thư ký pha trà bưng tới, nhỏ giọng nhắc nhở Tổng Giám Đốc, cuộc họp sắp bắt đầu, cô xem. Không sao. Trước tiên cứ để đám người kia chờ đi, dạo này bọn họ nhảy nhót rất hăng, tôi không lên tiếng còn thật sự tưởng rằng tôi sợ bọn họ. Triệu Nam lạnh lùng nói xong lại hỏi, chuyện thu mua cổ phần chuẩn bị thế nào rồi? Thư ký rất chuyên nghiệp, lập tức mở một quyển sổ ra và báo cáo, theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã thu mua toàn bộ cổ phần trong tay 6 cổ đông phản đối cải cách công ty của công ty đấu giá trực thuộc tập đoàn chúng ta, chỉ chờ cô tuyên bố kết quả là được. Tốt lắm. Lần này đuổi cổ bọn họ ra khỏi công ty một lượt luôn. Triệu Nam nói rất khí phách. Dương Bách Xuyên thấy thư ký ở bên cạnh ngập ngừng như muốn nói gì đó. Triệu Nam nhướng mày bảo, thư ký ngài có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tôi đã mời người có học vị sau tiến sĩ Cambridge là chị đến cố đô cùng tôi thì tôi tin tưởng chị, cũng xem chị là chị gái. Có gì thì cứ nói thoải mái. Thư ký ngài tên là Ngải Diệp, cũng theo Triệu Nam đến cố đô từ 3 tháng trước. Cô ta có học vị sau tiến sĩ ở Cambridge, vẫn luôn giữ chức quản lý cấp cao cho công ty nào đó ở phố Uôn. Khi Triệu Nam mời cô ta về làm việc, cô ta còn xem thường. Nhưng sau khi tìm hiểu về nhà họ Triệu, Ngải Diệp không cần suy nghĩ thêm, lập tức đồng ý làm thư ký của Triệu Nam, đến công ty đấu giá ở cố đô, một công ty rất nhỏ trong mắt cô ta. Đương nhiên là tạm thời Triệu Nam chưa hoàn toàn khống chế được công ty, Ngải Diệp cũng chỉ có thể làm thư ký của Tổng Giám Đốc. Nhưng Ngải Diệp đã có tính toán riêng, biết việc Triệu Nam cần làm hôm nay có ý nghĩa như thế nào, cho nên cô ta có một số kiến nghị cần nhắc nhở Triệu Nam. Nghe Triệu Nam nói vậy, Ngải Diệp nở nụ cười cất lời, Tổng Giám Đốc, tôi biết công ty đấu giá chỉ là một công ty con nằm ngoài tập đoàn Triệu Thị của các cô, mà các cô là doanh nghiệp gia tộc. Hôm nay cô định đuổi 6 cổ đông một lượt, nếu những người khác trong gia tộc biết thì cô sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức đây. Vì vậy ý kiến của cá nhân tôi là đuổi một nửa, lôi kéo một nửa. Không biết cô thấy thế nào? Triệu Nam cười khanh khách, chị Ngải Diệp, cuối cùng chị cũng bắt đầu mở lòng với tôi rồi. Tôi biết mình mượn danh nhà họ Triệu cố lôi kéo một nhân tài phố Uôn như chị đến bên cạnh mình, nhất định là chị rất tức giận. Nhưng tôi tin rằng chị sẽ hiểu tôi. Tôi rất vui vì hôm nay chị đã nói với tôi những lời này. Dứt lời Triệu Nam nói sang chuyện khác. Nhưng mà công ty đấu giá cố đô chỉ là nơi cho tôi luyện tập thôi, cho dù chỉnh đốn cả công ty đến sụp đổ cũng không sao. Về phần mấy người trong nhà tôi, ha ha, yên tâm đi, bọn họ vẫn chưa có lá gan gây phiền phức cho tôi đâu. Tôi đã tiếp nhận công ty này để luyện tập thì sẽ khống chế nó hoàn toàn, không cần bất kỳ một tiếng nói phản đối nào. Hơn nữa, tôi muốn làm cho thành tích của công ty con này tăng vọt, để người nhà thấy Triệu Nam tôi không phải bình hoa. Dương Bách Xuyên ngồi ở một bên không nói gì, chỉ im lặng uống trà, nhưng vẫn nghe hết cuộc nói chuyện giữa Triệu Nam và Ngải Diệp. Coi như Dương Bách Xuyên đã có chút hiểu biết về Triệu Nam ở khoảng cách gần,
Trong đầu anh lập tức gắn mác cho đối phương, bá đạo, mạnh mẽ, nữ vương, khôn khéo. Anh ngắm nghía gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy, thỉnh thoảng đôi mắt đen to tròn lại chớp chớp trông rất đáng yêu, làm cho trái tim Dương Bách Xuyên bỗng rung động. Điều quan trọng hơn là Dương Bách Xuyên nghe thấy hình như gia tộc của Triệu Nam cực kỳ lớn mạnh, không nghe người ta nói công ty đấu giá cố đô này chỉ để luyện tập thôi sao. Sụp đổ cũng không sao hết. Những lời này lọt vào tai người khác không phải phá của, mà là có tài chính hùng hậu. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Triệu Nam không phải loại đàn bà phá của, lời nói của Triệu Nam cho thấy gia đình cô ấy cực kỳ hùng mạnh. Anh còn thầm nghĩ lát nữa có cần bảo Lưu Tích Kỳ điều tra một chút hay không? Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới vấn đề gia thế của Triệu Nam như thế nào, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản. Điều này khiến anh bực bội một cách khó hiểu. Sau đó, anh nghe thấy Ngải Diệp ngật đầu nói, thôi được, tôi đi sắp xếp trước. Đi đi, 10 phút nữa tôi sẽ đến. Cứ để bọn họ chờ trước đi, tôi uống trà xong rồi tính tiếp. Triệu Nam không thèm để ý tới những cổ đông kia của công ty. Sau khi Ngải Diệp ra ngoài, Triệu Nam quay sang mỉm cười hỏi Dương Bách Xuyên, à này, buổi chiều anh có việc gì không? Nếu không có thì tôi mời anh ăn cơm. Lần trước tôi đã hứa mời anh ăn cơm, lần này bù nhé. Tổng giám đốc xinh đẹp mời ăn cơm, Dương Bách Xuyên sẽ nói không có thời gian ư. Tất nhiên là không, anh còn ước gì ấy chứ. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ rụt rè, được, để tôi mời cô, tôi còn chưa cảm ơn lần trước cô đã cứu tôi. Ha ha, đã nói là anh cứu vượng tử nhà tôi trước rồi mới có chuyện tôi cứu anh mà, xem như duyên phận đi. Được rồi, tôi mời anh, hôm khác anh mời tôi. Cứ quyết định như vậy đi. Giọng nói tràn đầy khí chất nữ vương, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội. Điều này khiến cho tên họ Dương nào đó cảm thấy rất áp lực, không hiểu sao ở trước mặt Triệu Nam anh luôn có cảm giác bó tay bó chân. Anh ở lại văn phòng chờ tôi một lát, nhân tiện trông vượng tử giúp tôi được không? Tôi đi họp, họp xong chúng ta đi ăn được chứ? Triệu Nam lại nói tiếp. Dương Bách Xuyên gật đầu, được, cô cứ làm việc đi. Sau đó Triệu Nam đứng dậy đi họp. Dương Bách Xuyên ở lại văn phòng, đương nhiên còn có một con chó lông vàng mà Triệu Nam gọi là vượng tử nữa. Hôm nay Dương Bách Xuyên mới biết tên nó. Sau khi Triệu Nam rời đi, Dương Bách Xuyên lập tức thở phào, vừa nhìn vượng tử dưới chân vừa lẩm bẩm một mình, cô chủ của mày mạnh mẽ quá, thế này thì anh đây tiếp xúc với cô ấy kiểu gì? Gâu gâu! Ha ha, mày cũng cảm thấy cô ấy rất mạnh mẽ hả? Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên chợt nảy ra một ý, lấy hai quả dại của con trồn trong không gian bình càn khôn ra. Giờ anh đã đặt tên cho loại quả dại màu đỏ có hương thơm mê người này là quả hồng thơm. Anh tiện tay đặt một quả bên mép phượng tử, quả còn lại thì cho vào miệng mình cắn một miếng. Cả vẻ ngoài lẫn hương vị của quả hồng thơm đều tuyệt vời. Phượng tử hít mũi ngửi, dáng vẻ muốn ăn nhưng không dám ăn. Dương Bách Xuyên biết chó thường khá thông minh. Sẽ không ăn đồ của người lạ trừ khi chủ nhân cho phép. Anh vừa cười vừa nói, ăn đi, chúng ta cũng được xem là bạn cũ, tao có thể hại mày chắc. Cũng không biết là vượng tử nghe thấy câu nói của Dương Bách Xuyên, hay là không cưỡng lại được sự cám dỗ của quả hồng thơm, thế là nó cắn một phát. Một lúc sau, nó vẫy đuôi với Dương Bách Xuyên như mừng chủ, tựa như đang nói ăn rất ngon. Dương Bách Xuyên nhìn mà buồn cười, sau đó lại cho nó thêm hai quả. Anh chờ trong văn phòng của Triệu Nam hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy cô ấy về. Dương Bách Xuyên thấy hơi ngột ngạt, bèn đi ra ngoài văn phòng cho thoáng. Dương Bách Xuyên vừa mới bước chân ra ngoài hành lang, với thính lực vượt xa người thường anh đã nghe thấy một giọng nói quen tai hình như đang gọi điện thoại. Anh thoáng suy nghĩ rồi cẩn thận lắng nghe, thì ra là thư ký Ngải Diệp của Triệu Nam đang gọi điện. Anh nghe thấy cô ta nói vào điện thoại, đúng vậy. Hôm nay cô chủ muốn sa thải 6 cổ đông. Đúng, chắc chắn, được, ông chủ yên tâm, tôi sẽ báo cáo tình hình bên cô chủ cho ngài đầu tiên. Không ạ, cô ấy không phát hiện ra tôi là người mà ngài sắp xếp bên cạnh cô ấy, chỉ cho rằng tôi là người bên Phú Uôn. Được, ok, tạm biệt. Dương Bách Xuyên biết Ngải Diệp là trợ lý của Triệu Nam, vậy mà bây giờ cô ta lại lén lút gọi điện cho ai đó, nhắc tới ông chủ cô chủ gì đó. Anh không hiểu gì cả, ý nghĩ đầu tiên là thư ký Ngải là gián điệp. Anh lập tức chú ý đến việc này.
Dương Bách Xuyên liếc nhìn thì trông thấy Ngải Diệp gọi điện xong liền đi ra từ lối đi an toàn bên hông rồi bước vào một cánh cửa lớn, trên đó viết là phòng họp. Sau khi Ngải Diệp mở cửa, trong phòng họp bỗng vọng ra tiếng choang, có vẻ là tiếng thứ gì đó kiểu như tách trà bị vỡ. Tiếp đó là tiếng hét á vang lên. Dương Bách Xuyên nghe rõ đó là giọng của Triệu Nam, hình như cô ấy bị hoảng sợ. Anh lập tức sải bước chạy thẳng đến phòng họp, bỗng dưng trong lòng căng thẳng không biết cô ấy xảy ra chuyện gì. Khi anh đến cửa và đẩy cửa ra, một giọng nói ồm ồm khác cùng với tiếng cười gằn tràn đầy tức giận vang lên, con ả này mày hãm hại chúng tao hả? Lúc chúng tao lăn lộn trong cái ngành đấu giá này, mày vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy. Đừng tưởng sau khi công ty bị thu mua thì chúng tao không làm gì được. Muốn đuổi chúng tao hả, đừng mơ. Dương Bách Xuyên mở cửa, đúng lúc nghe thấy một người trung niên tầm 40 tuổi với gương mặt dữ tợn đang quát Triệu Nam, dưới chân Triệu Nam là một tách trà vỡ vụn. Chẳng cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết là người trung niên đang đe dọa Triệu Nam. Dương Bách Xuyên thình lình mở cửa, bởi vì dùng sức quá mạnh nên hai cánh cửa phát ra tiếng vang rầm rầm. Tức thì ánh mắt của 11 người trong phòng họp đổ dồn vào anh. Không biết là Triệu Nam bị người trung niên dọa sợ hay là chọc giận mà sắc mặt rất khó coi. Thấy Dương Bách Xuyên đến, cô ấy cảm thấy yên tâm khó tả. Mẹ kiếp, cậu làm gì thế? Người trung niên đang quát Triệu Nam trông thấy Dương Bách Xuyên liền mắng luôn. Trong mắt Dương Bách Xuyên, tuy người trung niên này tây trang đĩnh đạc, ăn mặc ra dáng, nhưng gương mặt dữ tợn và vết sẹo dài 10cm trên má trái cho thấy ông ta là một tên lưu manh giả danh tri thức. Tướng mạo đã chẳng hiền lành thì chớ, còn nói năng thô tục. Dương Bách Xuyên híp mắt định nói chuyện, nhưng không ngờ lúc này Triệu Nam lại lên tiếng giải vây cho anh. Là tôi bảo anh ta tới. Khuất Mạc, cổ phần của các ông đã bị thu mua, bây giờ tôi lấy danh nghĩa tổng giám đốc tuyên bố 6 người các ông không còn là cổ đông của công ty đấu giá nữa. Mời các ông rời khỏi đây sau khi ký tên, nếu ông còn nói năng lỗ mãng nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Triệu Nam không ngờ hôm nay sau khi cô công bố kết quả, 6 cổ đông do Khuất Mạc cầm đầu lại ngang ngược như vậy. Quả thật công ty đấu giá này là gia tộc thu mua, nhưng lúc đó không thu hồi toàn bộ cổ phần, vẫn để nguyên cổ đông vốn có. Từ lúc thu mua công ty này đến nay, năm nào cũng lỗ vốn. Nếu lựa chọn công ty này để luyện tập thì Triệu Nam cho rằng phải tạo nên thành tích, cho nên cải cách công ty là việc bắt buộc phải làm. Thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu mấy cổ đông này đã đối đầu với cô ấy, trong thời gian này cô ấy nhẫn nhịn để âm thầm thu mua cổ phần trong tay bọn họ. Cổ phần trong tay mỗi cổ đông không phải bọn họ toàn quyền nắm giữ. Cuối cùng thì hôm nay cũng ngả bài, kết quả là Khuất Nguyên nổi giận với Triệu Nam. Cô ấy không nợ những người này một đồng nào, ngược lại còn thu mua cổ phần của bọn họ với giá cao. Rõ ràng là bây giờ Khuất Nguyên chơi xấu. Triệu Nam biết lai lịch của các cổ đông cũ trong công ty đấu giá không vẻ vang gì, làm buôn bán đồ cổ. Ví dụ như Khuất Mạc, nghe nói trước đây ông ta lập nghiệp từ nghề đào mộ. Có điều Triệu Nam không ngờ hôm nay ông ta lại đe dọa mình. Đúng là ban đầu Triệu Nam bị dọa sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ấy không tin Khuất Mạc dám ra tay. Mọi tài liệu giấy tờ đều được xử lý thỏa đáng, về mặt pháp luật 6 người Khuất Mạc không còn là cổ đông nữa. Hừ. Muốn đuổi bọn tao á, đừng hòng, tao chưa từng sợ ai đâu. Khuất Mạc cười khẩy. Gọi bảo vệ lên đây, báo cảnh sát. Triệu Nam dứt khoát ra lệnh cho thư ký. Tôi gọi điện rồi. Thư ký vừa dứt lời, Tưởng Trấn dẫn theo mấy bảo vệ đi vào. Lúc này có lẽ là chó cùng dứt dậu, ánh mắt Khuất Mạc lóe lên vẻ hung ác. Ông ta bước tới ghì chặt Triệu Nam và kề con dao không biết xuất hiện trong tay từ lúc nào vào cổ cô ấy. Vẻ mặt ác độc, con ả này, mày chặt đứt đường tiền tài của tao tức là dồn tao đến đường cùng. Hôm nay mày đừng hòng sống sót. Thật ra Khuất Mạc không muốn làm vậy, nhưng ông ta không còn đường lui. Hồi trẻ ông ta theo người ta đi trộm mộ, sau đó theo chân đại ca hồi ấy thành lập công ty. May là công ty được tập đoàn Triệu Thị thu mua, ông ta kiếm được một khoản tiền lớn, còn giữ được số cổ phần nhất định, mỗi năm đều có tiền thu vào, cuộc sống như vậy rất tốt. Về bản chất Khuất Mạc vẫn là kẻ lưu manh thô lỗ, sau khi có tiền ông ta nhiễm đủ thói hư tật xấu, cờ bạc chỉ là một trong số đó. Thời gian trước ông ta chơi một đợt, gần như thua hết cả tài sản, thậm chí còn nợ một khoản lớn. Vốn dĩ ông ta còn mong đổi cổ phần công ty trong tay với tổng giám đốc mới nhậm chức để lấy giá cao,
nhưng ai dè cô lại trực tiếp bí mật thu mua. Đến khi ông ta biết chuyện thì mụ vợ già ở nhà đã bán mất cổ phần rồi. Bây giờ hễ nghĩ đến khoản nợ khổng lồ là Khuất Mạc lại cảm thấy tuyệt vọng. Không trả tiền thì chỉ có một con đường chết, chỉ bằng trước khi chết kéo theo một kẻ đệm lưng. Tất cả là tại con ả này khiến ông ta chẳng những không được nhúng tay vào chuyện của công ty, mà bây giờ còn bị một câu nói đuổi ra khỏi công ty. Vì vậy Khuất Mạc nổi lòng hận thù. Á! Triệu Nam hoảng sợ hét lên. Cô ấy không ngờ Khuất Mạc lại to gan và tiêu cực đến vậy. Mọi người trong phòng họp đều sững sờ. Ông thả tổng giám đốc ra. Ngài Diệp sợ đến nỗi sắc mặt tái mét. Cô ta biết thân phận của Triệu Nam, nếu có gì bất chắc thì nguy to. Tất cả mọi người lập tức bảo Khuất Mạc thả Triệu Nam ra. Tim Dương Bách Xuyên vọt lên cổ họng, ánh mắt lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nhìn Khuất Mạc, tôi cho ông một cơ hội, thả cô ấy ra. Cút con mẹ mày đi, mày là thằng bám váy đàn bà phải không? Mày là cái thá gì chứ? Nói thật cho chúng mày biết, tao nợ con số khổng lồ, tao chẳng còn hy vọng nữa. Tao vốn trông mong dựa vào cổ phần để thay đổi hiện trạng, may ra còn có chút hy vọng. Nhưng con ả này lại bí mật thu mua cổ phần từ mụ vợ tao. Bây giờ thì hay rồi, mụ vợ tao cuống tiền chạy trốn, tao không trả được nợ thì chết chắc. Con ả này, muốn trách thì phải trách mày ép tao. Ha ha! Khuất Mạc cười điên cuồng, trên con dao dí vào cổ Triệu Nam đã có vết máu. Ngay sau đó, Khuất Mạc giơ dao đâm xuống cổ Triệu Nam. Mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu, anh giận dữ gào lên, hùng ưng trên trời. Đây là thân pháp liên quan đến hùng ưng trong thuật ngũ hành dẫn thể, tốc độ rất nhanh, hàng ngày anh đều luyện tập và đã có chút thành tựu. Chân khí toàn thân vận chuyển đến cực hạn, vèo một cái anh đã xuất hiện bên cạnh Khuất Mạc. Bởi vì quá lo lắng nên anh tóm lấy con dao của Khuất Mạc không chút do dự, thuận tiện đá vào hạ bộ của ông ta. Á, hự. Tiếng hét thảm thiết của Khuất Mạc cũng vang lên theo đó. Ông ta bị Dương Bách Xuyên đá bay, va vào bàn họp. Rầm rầm. Hơn nửa bàn họp sập xuống. Khuất Mạc lập tức ngất xỉu. Dương Bách Xuyên quay sang vỗ vai Triệu Nam, không sao rồi. Nhân tiện anh còn rót một luồng chân khí vào cơ thể cô ấy. Á, Triệu Nam thật sự sợ hãi. Vừa rồi cô ấy cảm thấy mình sẽ mất mạng, thậm chí còn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên con dao của Khuất Mạc một cách rõ ràng, đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng. Khi Dương Bách Xuyên vỗ vai, không biết có phải ảo giác hay không mà cô ấy cảm thấy có một luồng hơi ấm chui vào cơ thể, nhờ đó nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến theo. Triệu Nam hoàn hồn. Nhìn thấy sự quan tâm trên gương mặt Dương Bách Xuyên, cõi lòng bỗng dưng nổi gợn sóng. Có điều sau khi trông thấy máu từ con dao Dương Bách Xuyên đang cầm trong tay nhỏ xuống mặt đất, cô ấy vội vàng hỏi han, tôi không sao, tay anh sao rồi? Nói xong cô hô to gọi thư ký ngải mau đi lấy hòm thuốc. Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đừng lo lắng. Dương Bách Xuyên mỉm cười, ném dao xuống đất, lúc nãy anh túm lấy con dao. Lòng bàn tay bị rạch một vết. So với việc cứu Triệu Nam bình yên vô sự, thì vết thương này chẳng nhằm nhò gì. Anh thoáng suy nghĩ rồi vận chuyển chân khí một lát, vết thương không chảy máu nữa. Ngải Diệp nhanh chóng mang hòm thuốc tới. Triệu Nam đỏ mắt băng bó xong cho Dương Bách Xuyên rồi mới nhìn Khuất Mạc bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lạnh lùng nói với bảo vệ, lôi xuống, chờ cảnh sát đến xử lý. Sau đó, cô ấy liếc nhìn mấy cổ đông trong phòng họp, thưa các vị. Cuộc họp hôm nay kết thúc, cổ đông nào được gọi tên mà không ký thì tôi sẽ làm việc theo trình tự pháp luật, các ông xem mà làm. Dứt lời cô nói với Ngải Diệp, chị giám sát đi, tôi đưa Dương Bách Xuyên đi bệnh viện. Vâng, đến giờ Ngải Diệp vẫn còn sợ hãi. Nếu hôm nay không có Dương Bách Xuyên thì hậu quả khó lường. Dương Bách Xuyên có chân khí, vết thương nhỏ này không cần đi bệnh viện. Nhưng Triệu Nam cứ kiên quyết, anh cũng đành chịu thua. Hai người tới bệnh viện. Sau sự cố này, tất cả các cổ đông đều rất phối hợp, trong đó có người biết chút ít về bối cảnh của Triệu Thị đều sợ nhũn cả người. Từng người lần lượt ký tên chuyển giao cổ phần trong tay và quyền lực trong công ty. Sau khi hoàn thành công việc, Ngải Diệp gọi một cuộc điện thoại, thưa ông chủ, hôm nay đã xảy ra chuyện. Được, tôi biết rồi, xin ông chủ hãy thuê vệ sĩ cho cô chủ. Hôm nay xảy ra chuyện. Tôi nghĩ rằng cô chủ sẽ không phản đối việc có người đi theo mình nữa đâu. Vâng,
tôi sẽ báo cáo bất cứ lúc nào. Ngải Diệp cung kính nói vào điện thoại. Cùng lúc đó, trong văn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của cao ốc trụ sở chính tập đoàn Triệu Thị ở Yên Kinh, một người trung niên cúp điện thoại rồi lẩm bẩm, là tại người làm ba này sơ suất, không thể mặc kệ con tùy ý làm loạn nữa. Thuê ai thì thích hợp đây? Sau đó, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, khóe môi nở nụ cười, ông ta bấm điện thoại trên bàn, tiết lộ tin tức cho nhà họ Diệp, nói là Nam Nam xảy ra chuyện. Chấm chấm chấm. Sau khi xuống lầu, Triệu Nam kéo Dương Bách Xuyên lên xe của mình rồi lái xe đến bệnh viện. Trên xe, mắt Triệu Nam đỏ hoe, cô ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng, tựa như đang nói với Dương Bách Xuyên, mà cũng giống như đang tự nói với mình, tôi vẫn còn quá non nớt, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Trong nhà có người nói phụ nữ nhà họ Triệu cứ làm bình hoa là được, song tôi nhất quyết không tin. Nhưng hôm nay nếu như không có anh... Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảm xúc tủi thân trong mắt Triệu Nam, dường như đối phương đang phải gánh chịu áp lực rất lớn, anh hơi đau lòng cho cô ấy. Anh nghĩ rất lâu mà không biết phải an ủi cô ấy thế nào, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu, thật ra cô rất có khí chất nữ vương. Phụt! Tâm trạng Triệu Nam không tốt, nghe thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói như vậy, cô ấy không nhịn được cười. Đột nhiên cô ấy nhìn Dương Bách Xuyên rồi nở nụ cười. Khi Dương Bách Xuyên đến bệnh viện, vết thương ở lòng bàn tay đã kết vảy, tất cả là nhờ công lao của chân khí. Nếu không phải sợ mọi người nhìn ra thì anh hoàn toàn có thể dùng chân khí chữa trị vết thương trong thời gian ngắn. Bây giờ anh chỉ cần băng bó lại mà thôi. Trái lại là vết thương trên cổ Triệu Nam, bác sĩ kê cho cô ấy ít thuốc, nhưng cũng không có vấn đề gì to tát. Hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm, nếu không có Dương Bách Xuyên thì Triệu Nam khó mà tưởng tượng đến hậu quả. Hai người rời khỏi bệnh viện đi ăn cơm. Trên bàn cơm, có lẽ là do sợ hãi nên tâm trạng Triệu Nam không tốt lắm, chỉ trò chuyện với Dương Bách Xuyên câu được câu không, thức ăn không gắp được mấy đũa. Cả một bàn thức ăn lớn như vậy gần như bị Dương Bách Xuyên giải quyết sạch. Hiện giờ lượng cơm của anh ngày càng nhiều, anh cũng biết nguyên nhân là do tu luyện. Hơn nữa, thuật ngũ hành dẫn thể mà anh kiên trì tu luyện hàng ngày là công pháp rèn luyện đặc biệt, lượng cơm sẽ càng ngày càng nhiều. May mà Triệu Nam không tập trung nên không chú ý tới anh đã ăn sạch cả một bàn thức ăn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên gọi một tiếng, cô ấy mới giật mình bừng tỉnh, sau đó thanh toán rồi rời đi. Khi hai người ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen, Triệu Nam hỏi anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về. Cô đưa tôi về công ty đi, xe của tôi vẫn đỗ ở cửa công ty. Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói cho Triệu Nam biết tình hình hiện tại của anh. Mà cô ấy cũng không hỏi. Triệu Nam thoáng sửng sốt khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy. Cô ấy cho rằng Dương Bách Xuyên đi xe đạp hay xe điện gì đó, dù sao thì từ lần đầu gặp nhau cô ấy đã biết là Dương Bách Xuyên đến từ nông thôn, gia cảnh không tốt. Triệu Nam vẫn còn nhớ giọng điệu của cô gái tên Hoàng Thanh kia cực kỳ coi thường Dương Bách Xuyên, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong đầu cô ấy. Lúc đó cô ấy có mặt ở hiện trường, nghe rõ rành rành đối phương chê Dương Bách Xuyên nghèo. Triệu Nam gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà lái xe đến công ty đấu giá. Thật ra Dương Bách Xuyên muốn nói cho Triệu Nam biết bây giờ mình đã có nhà có xe. Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là anh muốn nói cho cô ấy mà thôi, cho cô biết kẻo sau này sẽ hiểu lầm anh. Nhưng tiếc là Triệu Nam không hỏi thêm. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất dầu dĩ. Lúc anh đang định nói cho Triệu Nam thì điện thoại của cô ấy đổ chuông, thế là bị cắt ngang. M lượng điện thoại trên xe rất to, Dương Bách Xuyên nghe thấy rõ ràng. Người gọi tới là thư ký của Triệu Nam, cô ta báo cáo với Triệu Nam tình hình công ty ngày hôm nay. Về cơ bản thì các cổ đông cần loại bỏ đã bị loại bỏ, những người ở lại đều ủng hộ Triệu Nam, tức là từ nay trở đi cả công ty đấu giá đã hoàn toàn nằm trong tay Triệu Nam. Còn những nhân viên khác trong công ty thì từ từ sa thải là được. Đây là một bước tiến lớn đối với kế hoạch cải cách của Triệu Nam. Về phần Khuất Mạc, tất nhiên là bị cảnh sát bắt đi. Dương Bách Xuyên nghe rõ trong điện thoại Ngải Diệp nói với Triệu Nam rằng, trong bản khẩu cung của cảnh sát có nói Khuất Mạc nợ hàng chục triệu dẫn tới hành động cực đoan ngày hôm nay. Còn nữa, cái kia của Khuất Mạc đã bị Dương Bách Xuyên đá gãy. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là Triệu Nam tỏ vẻ hả giận nói vào điện thoại đáng đời. Làm cho Dương Bách Xuyên không nhịn được buồn cười.
Nói một cách nghiêm túc thì hôm nay mới xem như anh đã tiếp xúc với Triệu Nam chút ít và trò chuyện với cô ấy một chút. Nói chung là ngoài khuôn mặt và vóc dáng ở cấp bậc nữ thần ra, anh đã thấy một mặt mạnh mẽ bá đạo trong tính cách của cô ấy, cũng chứng kiến cô bị Khuất Mạc kề dao lên cổ, tuy lộ vẻ sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh. Cô gái này bá đạo, mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc mắt đỏ hoe. Lúc mặt lạnh như tiền, cô ấy là người đẹp băng giá. Lúc mỉm cười, cô ấy chính là em gái nhà bên đáng yêu. Trên người cô ấy có rất nhiều thứ hấp dẫn Dương Bách Xuyên. Khi Triệu Nam cúp điện thoại của Ngải Diệp, xe đã chạy tới bãi đậu xe dưới tòa nhà công ty. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên vẫn chưa có cơ hội nói ra chuyện mình có xe hơi. Lúc này, Triệu Nam hạ cửa sổ xe xuống, đột nhiên nói, Dương Bách Xuyên, số điện thoại của tôi nè, lần này đừng quên nhé. Chào mừng anh gia nhập công ty đấu giá Triệu Thị. Có lẽ là Ngải Diệp mang đến tin vui, cho nên sau khi nghe điện thoại tâm trạng Triệu Nam tốt hơn nhiều. Cô ấy đưa cho Dương Bách Xuyên một tấm danh thiếp. Tiếp đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, Triệu Nam lái xe rời đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười cất kỹ danh thiếp, sau đó đi đến chỗ xe của mình rồi lái xe rời đi. Vốn dĩ anh định về nhà, nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Hoan. Cuộc gọi kết nối, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh trong điện thoại thì nhíu mày. Hình như là ở quán bar, trong đó có tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tiếp theo, giọng nói rể rà của Lâm Hoan vang lên, alo Dương Bách Xuyên, xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi bận quá bây giờ mới gọi lại cho cậu. À đúng rồi, cậu có chuyện gì phải không? Dương Bách Xuyên tìm Lâm Hoan tất nhiên là vì muốn nhờ cô ra mặt giải quyết vấn đề phê duyệt rượu Cố Nguyên. Lúc trước Liễu Linh Linh đã nói gia đình Lâm Hoan thuộc cấp tỉnh ở Cố Đô, thế nên anh nghĩ rằng tìm cô thì hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Anh bèn thuật lại tình hình qua điện thoại một lần, Lâm Hoan nghe xong liền nói, tôi uống say hơi choáng váng, hay là cậu đến đây gặp mặt nói chuyện đi. Tôi đang... Được, tôi qua đó tìm cậu. Dương Bách Xuyên cúp máy, lái xe đi tìm Lâm Hoan. Cô đang hát hò với bạn ở quán karaoke. Dương Bách Xuyên khá ngạc nhiên về chuyện Lâm Hoan đi hát karaoke. Anh quen biết ba người Lâm Hoan, Liễu Linh Linh và Tiền Tiểu Bối cũng một thời gian dài rồi. Trong ba người này, khỏi nói Liễu Linh Linh hơi có tố chất thần kinh, thường hay làm ra một số hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiền Tiểu Bối là một thiếu nữ mê thế giới 2D, còn điên hơn cả Liễu Linh Linh. Lâm Hoan là cô gái truyền thống nhất trong ba người. Đừng thấy thỉnh thoảng cô cũng hùa theo Liễu Linh Linh và Tiền Tiểu Bối nói mấy lời táo bạo mà lầm, Dương Bách Xuyên biết rằng cô chỉ nói với người thân quen mà thôi. Tóm lại Lâm Hoan là kiểu gái ngoan điển hình. Trước đây có nhiều lần Tiền Tiểu Bối đề nghị đi hát karaoke, cô hiếm khi đi cùng vì không thích hoàn cảnh ồn ào ầm ĩ ở đó. Hôm nay thật kỳ lạ, hơn nữa nghe có vẻ Lâm Hoan đã uống khá nhiều, lúc nói chuyện có hơi líu lưỡi. Sau khi đến quán karaoke, Dương Bách Xuyên đến thẳng phòng riêng mà Lâm Hoan báo cho. Khi vào trong anh mới phát hiện quán karaoke này rất lớn, trang hoàng cực kỳ xa hoa. Anh mở cửa phòng riêng, thấy bên trong có ba nam bốn nữ, Lâm Hoan cũng ở trong số đó. Xem chừng cô đã uống say. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên đi vào, cô đứng dậy mỉm cười, giành lấy microphone trong tay nữ sinh bên cạnh rồi ấn điều khiển. Nhạc dừng cô mới nói, xin giới thiệu với mọi người đây là Dương Bách Xuyên. Bạn cùng lớp cùng trường của tôi, cũng là anh em của Lâm Hoan này. Lâm Hoan chỉ vào Dương Bách Xuyên lè nhè nói xong, rồi lại chỉ vào mấy chàng trai cô gái bên cạnh, Dương Bách Xuyên, giới thiệu với cậu mấy người này đều là hội bạn của tôi trong đại viện. Đây là cháu trai nhà thị trưởng, đây là con gái nhà bộ trưởng bộ tổ chức. Sau khi líu díu giới thiệu xong, cô lại nói oang oang tôi. Lâm Hoan, con gái của bí thư Lâm ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, ha ha. Rõ ràng là Lâm Hoan say mềm rồi, nhưng Dương Bách Xuyên lại giật mình kinh hãi. Mấy người ở đây đều có cơ to, anh đi đến bắt tay làm quen với họ. Mọi người đều là thanh niên trẻ, xem chừng đã trưởng thành rồi, có Lâm Hoan giới thiệu nên không ai lạnh nhạt với Dương Bách Xuyên. Nhưng trong đó có một thanh niên tuổi hơi lớn một chút, tầm 25-26 tuổi, tên là gì thì Lâm Hoan líu díu nói không rõ. Chỉ giới thiệu là cháu trai của thị trưởng. Anh ta nhìn Dương Bách Xuyên, lập tức đặt ba chai rượu trước mặt anh và bảo anh uống. Chú em là bạn của Lâm Hoan tức là bạn của tụi anh. Uống hết ba chai rượu này,
chú em chính là bạn của tụi anh. Câu này hơi mâu thuẫn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hiểu được. Ý anh ta là Dương Bách Xuyên uống hết 3 chai rượu sẽ nhận được sự tán thành của nhóm người này, không uống thì vẫn là bạn, nhưng tuyệt đối không thể trà trộn trong đó. Anh cũng biết đối phương không có ý làm khó, chắc chỉ là một khảo nghiệm dành cho mình mà thôi. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn 3 chai rượu mà chàng trai kia xách đến. Đối với anh mà nói, cho dù 30 chai rượu sâm panh nhỏ này cũng chỉ như uống nước lạnh, chứ đừng nói chi tới 3 chai. Chỉ 3 chai mà thôi, không cần dùng đến chân khí gian lận, tố chất thân thể của anh có thể tiêu hóa được. Anh cầm 3 chai rượu lên, chưa tới 10 giây đã uống hết, khiến cho chàng trai kia và những người khác đều trợn tròn mắt. Tức thì tiếng vỗ tay vang lên, anh đã được họ công nhận. Chỉ có Lâm Hoan từng chứng kiến cảnh Dương Bách Xuyên đấu rượu với Ngụy Nhân lần trước biết rằng Dương Bách Xuyên uống rượu là tên biến thái. Cô không nói toạc ra mà chỉ ngồi một bên cười khúc khích. Tửu lượng của Dương Bách Xuyên đã chinh phục mọi người. Dù sao Lâm Hoan đã uống rất nhiều rồi, sau khi kéo Dương Bách Xuyên uống thêm một chai, cô lập tức đứng dậy che miệng lao ra khỏi phòng riêng, xem ra là muốn ói. Dương Bách Xuyên thấy xung quanh không có ai đứng dậy đi xem tình hình, người nào người nấy đều mơ mơ màng màng, anh đành phải đứng dậy đuổi theo trông chừng Lâm Hoan. Trong lúc Dương Bách Xuyên đứng ở cửa WC chờ Lâm Hoan, cửa một căn phòng riêng trên hành lang bật mở, anh bất giác ngoảnh đầu nhìn. Sau đó, anh trông thấy một thanh niên mặt mũi bầm dập chật vật chạy ra khỏi phòng riêng, thế rồi lảo đảo ngã ra đất. Sau đó, một gã bụng bự khoảng hơn 30 tuổi hùng hổ mắng, tao cho mày xen con mẹ nó vào việc của người khác này. Lúc này, thanh niên trên mặt đất ngẩng đầu nhìn gã đàn ông với vẻ mặt tức giận. Con mẹ mày còn không phục hả? Tao giết mày! Gã đàn ông vừa nói vừa giơ tay muốn tát thanh niên. Dương Bách Xuyên lập tức siết chặt nắm đấm, giận dữ hét to, dừng tay. Cái người thanh niên mặt mũi bị bầm dập trong mắt Dương Bách Xuyên kia không phải là ai khác mà chính là người anh em cả Lâm quen được khi làm cùng nhau ở trong quán bar lúc trước. Từ lần không làm ở quán bar nữa, anh và cả Lâm cũng không còn liên lạc với nhau hơn nữa, bọn họ cũng không phải là bạn cùng trường, cũng bởi vì năm nay tốt nghiệp mà tất cả mọi người đều bận rộn. Nhớ rõ lúc trước cả Lâm còn nói cậu ta cũng không chuẩn bị đi làm thêm mà muốn học tập thật tốt để tốt nghiệp, với lại trong nhà ba của cậu ta cũng ký được cái hợp đồng mấy chục mẫu đất dược liệu, có lẽ là có thể kiếm được chút tiền, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của cả Lâm, rõ ràng quần áo trên người là một bộ quần áo phục vụ, cậu ta lại bắt đầu đi làm thêm. Đột nhiên bị Dương Bách Xuyên quát lên một tiếng tràn ngập sự giận dữ khiến người đàn ông bụng bự kinh hãi, cái tát cũng theo bản năng dừng lại, không đánh vào mặt cả Lâm nữa. Lúc này, cả Lâm quay mặt nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt lập tức đỏ lên, nói cho cùng tuy rằng cơ thể của cả Lâm to lớn hơn Dương Bách Xuyên nhưng lại nhỏ hơn một tuổi so với Dương Bách Xuyên, bây giờ ánh mắt nhìn anh giống như là nhìn thấy người thân ủy khuất nói, anh Xuyên. Dương Bách Xuyên lập tức đi qua đỡ cả Lâm dậy hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải cậu đã nói là không làm việc bán thời gian sao? Cả Lâm đỏ mắt nói, Xuyên, anh Xuyên. Việc này, chờ đã, để lát nữa nói sau, cầu xin anh giúp em. Em đến cứu bạn cùng lớp, cô ấy bị bắt nạt ở bên trong. Còn người đàn ông tai to mặt lớn đang đứng ở một bên đã hồi phục lại tinh thần gào lên về phía Dương Bách Xuyên, mẹ nó, mày là ai hả? Bốp! A! À. Vốn dĩ khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả Lâm bị bắt nạt trong lòng đã rất tức giận vậy mà cái gã mập mạp chết tiệt này miệng còn không sạch sẽ. Lúc này anh quất thẳng tới cái miệng to của gã. Miệng thật thối. Anh lạnh mặt quát một câu khinh bỉ. Tống Nguyên Hóa bị Dương Bách Xuyên quất ngã trên mặt đất, lỗ tai đều ong ong rung động, khi lấy lại tinh thần tên này đã phun ra một ngụm máu, cũng phun ra ba cái răng, lập tức giận dữ, what the fuck, con mẹ nó, mày lại dám đánh tao trong lúc chửi bới gã đó đã đứng lên đứng ở cửa phòng. Mà Dương Bách Xuyên nghe được miệng gã còn đang mắng người. Nâng chân đạp một cước vào lưng gã béo kia. Ngay lập tức đạp gã ta ngã vào ghế lô, lập tức một hồi tiếng leng keng vang lên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, có thể thấy rõ được toàn bộ bàn trà bị thân thể gã đập nát. Cả Lâm nhìn Dương Bách Xuyên hung hãn đánh gã mập mạp tên là Tống Nguyên Hóa này, trong lòng được hả giận một trận, nhưng ngay lập tức lại thấy lo lắng bởi vì cái ghế này được hai người nhìn chúng, còn là người có tiền có thế không thể trêu vào.
trong lòng sốt ruột muốn nói chuyện với Dương Bách Xuyên, nhưng càng gấp gáp càng lắp bắp. Xuyên xuyên xuyên. Không có việc gì phải lắp bắp, tôi biết cậu muốn nói cái gì, mọi chuyện đều đã có tôi ở đây, bên trong có bạn học của cậu, chúng ta đi vào thôi, tôi sẽ tìm bạn học của cậu để hỏi cho rõ ràng. Em. Khuôn mặt Cà Lăm đỏ bừng. Thế nhưng giờ phút này Dương Bách Xuyên đã dẫn đầu đi vào phòng trong. Mà lúc này, Lâm Hoan vừa mới từ trong toilet nôn ra một trận, đi ra thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên và một thanh niên mặt mũi bầm dập đi vào một bên phòng riêng, ngay lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, cô nghĩ liệu có phải Dương Bách Xuyên đánh nhau với người khác hay không. Sợ Dương Bách Xuyên phải chịu thiệt, vội vàng chạy vào phòng riêng của cô đi gọi người. Một giây trước, Tống Nguyên Hóa ở trong phòng riêng. Tống Nguyên Thành đang uống rượu cùng với giám đốc xưởng giết mổ ở Cố Đô là Từ Kiện, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Kiện đang đùa giỡn nữ nhân viên phục vụ, nói thật ngay cả ông ta cũng phải chảy nước miếng với nữ phục vụ này. Con mẹ nó, bởi vì nghe nói là sinh viên đại học lớn lên rất xinh đẹp. Trước đó có một nhân viên phục vụ chướng mắt xen vào việc của người khác bị anh em hắn ta đánh đuổi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người là ông ta, Từ Kiện và nữ phục vụ. Trong lòng vừa mới nghĩ bây giờ có nên đi ra ngoài không? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó liền thấy anh em nhà mình bay vào, thoáng cái đụng vào bàn trà, đập nát bàn trà thì không nói, bình rượu bị đập vỡ đều vang lên trên người Tống Nguyên Thành. Chớp mắt chỉ thấy một thanh niên sắc mặt âm trầm đi vào, mà nhân viên phục vụ Cà Lăm vừa nãy cũng đi theo vào. Nhìn thấy Từ Kiện đùa giỡn với nữ nhân viên phục vụ, trong lòng Tống Nguyên Thành cũng không vui. Gã và anh em Tống Nguyên Hóa mở mấy chuỗi cửa hàng thịt lợn ở Cố Đô, nguồn thu nhập đều bị Từ Kiện vớt tay che trên, lần này muốn mời Từ Kiện ra ngoài chơi là để thương lượng vấn đề phân chia lợi ích. Chỉ là không nghĩ tới cái lão già Từ Kiện này lại coi trọng nhân viên phục vụ tiếp rượu, vì lợi ích rất lớn từ trong tay Từ Kiện, ông ta liền sai anh em Tống Nguyên Hóa của mình cố ý để nữ phục vụ đập vỡ một chai rượu ngon, trong lòng lợi dụng chuyện bồi thường tiền không nổi để làm khó một cô bé. Thế nhưng trong chớp mắt, anh em nhà mình lại bị người khác đánh vào. Không cần phải hỏi, Tống Nguyên Thành cũng có thể thấy được người đánh anh em mình là cậu thanh niên đi vào kia, lúc này gương mặt trầm xuống nói, tên nhóc này, mày dám xúc phạm người có quyền thế lớn, mày chán sống rồi sao? Dương Bách Xuyên trầm mặt, liếc mắt đảo qua phòng riêng một lượt, thấy được một nữ sinh mắt sưng đỏ, có lẽ là bạn học trong miệng Cà Lăm nhắc đến vậy mà lại bị một tên khốn lưu manh đeo kính đã nhiều tuổi khác nắm tay. Nhìn thấy cảnh này anh nhìn không được bằng cầm lấy một chai bia ném tới. Choang! Ai ra? Lúc này ông già đã hơn 50 tuổi đang kêu thảm thiết buông lỏng tay cô bạn nữ kia, nữ sinh khóc lóc chạy tới đứng ở bên cạnh Cà Lăm. Vốn dĩ Tống Nguyên Thành đang rất tức giận khi tên thanh niên kia không để ý đến mình, còn chưa lên tiếng, đã bị Dương Bách Xuyên cầm chai bia đập vào cánh tay Từ Kiện làm cho hoảng sợ. Khi ông ta lấy lại tinh thần thì cười lạnh với Dương Bách Xuyên nói, nhóc con mày rất kiêu ngạo, nhưng người nhà của mày chưa từng nói cho mày biết người kiêu ngạo sống không được lâu sao. Mẹ nó, thật là thiếu đòn, chờ đến khi tao hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, đến lúc đó sẽ xử lý bọn mày. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện có cầm một chai rượu ở trên mặt đất ngay lập tức làm cho Tống Nguyên Thành đang uy hiếp cũng phải nuốt xuống. Tống Nguyên Thành đối với hành động của tên nhóc thanh niên như Dương Bách Xuyên, thật đúng là không dám nói lời châm chọc nữa, ông ta sợ đến lúc đầu của đối phương nóng lên lại đánh ông ta một phát, kiểu người thanh niên này xuống tay cũng không phơ phân nặng nhẹ, chả lẽ ông ta không phát hiện ra anh em nhà mình đã bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, Từ Kiện cũng đang ôm cánh tay ở một bên kêu rên sao. Suy nghĩ lại thì Tống Nguyên Thành trực tiếp lấy điện thoại ra gọi, này, cháu trai, chú của cháu bị người ta đánh, cháu mau dẫn người tới đây. Đúng vậy, ở trong ký trúc xá cao. Sao cơ bọn cháu đều đang ở đây, thật là tốt quá, chú đang ở trong phòng 304. Cúp điện thoại vẻ mặt Tống Nguyên Hóa âm thầm cười nói, tên nhóc mày cứ chờ đi nói xong gã vội vàng nhìn Từ Kiện đang kêu rên ở một bên. Ông già như Từ Kiện đã hơn 50 tuổi bị một chai rượu của Dương Bách Xuyên đập gãy cổ tay, đau đến rên hừ hừ, Tống Nguyên Thành đi đến đỡ ông ta, bị ông ta giận dữ quát, coi trời bằng vung. Thật đúng là coi trời bằng vung mà, tiểu Tống mau giúp tôi gọi điện thoại cho đội trưởng Lưu. Dương Bách Xuyên căn bản không để ý tới bọn họ, tùy ý để cho bọn họ gọi điện thoại, bắt đầu hỏi bạn học của Cà Lam xảy ra chuyện gì. Nữ sinh khóc lóc nói đầu đuôi câu chuyện cho Dương Bách Xuyên nghe.
Cả Lâm đứng ở một bên liên tục gật đầu. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên mới biết được nữ sinh này tên là Tiểu Vũ, lại còn cùng một trường với cả Lâm, hơn nữa cô ta còn nhỏ hơn cả Lâm một năm, hiện là năm ba đại học, hai người họ quen biết ở ký túc xá này, nhìn qua giữa bọn họ chắc chắn là có chuyện mờ ám. Chuyện tối nay chính là bởi vì Tiểu Vũ không cẩn thận làm vỡ một chai rượu vang trị giá 13 vạn của khách, bảo cô ta phải bồi thường hơn một vạn, nhưng một học sinh đi làm thuê sao có thể bồi thường nổi. Cho nên đối phương mới mặt dày vô sỉ nói Tiểu Vũ đập nát chai rượu vang đỏ của người ta vì bồi thường không nổi nên chỉ đành đồng ý uống rượu với người ta, kết quả là lão già đeo kính kia lại động tay động chân. Mà Tiểu Vũ là người mà cả Lâm vẫn luôn quan tâm, cậu ta thấy cô ta vào một lúc lâu vẫn chưa ra nên muốn vào xem xét, kết quả nhìn thấy khách lại động tay động chân với người trong lòng mình nên xông vào ngăn cản, vậy mà lại bị đối phương đánh ra khỏi phòng riêng, còn bị oan mấy bạc tay tai. Dương Bách Xuyên nghe xong toàn bộ câu chuyện có lẽ là đã đoán được, chắc chắn là ba cái tên cầm thú này cố ý bày kế hãm hại Tiểu Vũ, loại chuyện này lúc trước anh ở quán ba làm thêm cũng đã biết thêm không ít kinh nghiệm. Sau khi nghe xong, trong lòng anh biết là có vấn đề, nhưng càng tức giận hơn. Đúng lúc này, cửa phòng riêng mở ra, là mấy người Lâm Hoan đi vào. Dương Bách Xuyên, cậu không sao chứ? Lâm Hoan là người đầu tiên chạy vào vội vàng hỏi. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Không sao, nhưng sao mọi người lại tới đây được? Trong lòng Dương Bách Xuyên ấm áp, thuận miệng hỏi. Tôi từ toilet đi ra đúng lúc nhìn thấy cậu vào phòng này. Lâm Hoan hỏi một tiếng, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bách Xuyên nói chuyện của nữ sinh và cả Lâm cho mấy người nghe. Sau đó mấy cô lớn cậu lớn đều tức giận, trong đó có một người mở miệng nói, Lương Tử đã gọi điện thoại tìm người tới đây. Đây chính hành vi cố ý lừa gạt, nếp sống xã hội đều bị những tên cặn bã này làm hỏng. Yên tâm đi, vừa rồi tôi cũng đã đánh cho bọn họ một trận rồi. Dương Bách Xuyên biết Lương Tử chính là cháu trai của một nhân vật lớn trong ngành công an, nếu như anh ta mở miệng nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mà giờ phút này cửa phòng riêng bị người ta đạp một cước đá văng ra. Ngay sau đó ở trước cửa xuất hiện một đám người. Ít nhất cũng phải là 15-16 người, vừa nhìn đã biết là đám côn đồ. Đám người này xuất hiện làm cho Tống Nguyên Thành mừng rỡ, vội vàng nói, cháu trai lớn, nếu như cháu không tới thì người chú này của cháu sẽ bị những người này đánh chết mất, cháu mau nhìn xem chú Nguyên Hóa của cháu đã bị đánh ngất xỉu rồi. Lúc đầu khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy đám người này trong lòng cũng rất ngạc nhiên, anh cũng không lo lắng cho mình mà là sợ bọn họ làm mấy người Lâm Hoan bị thương. Lúc này, anh tiến lên một bước đứng trước đám người Lâm Hoan, sau đó khi anh nhìn thấy người dẫn đầu đi vào thì ngay lập tức trên mặt bật cười, không ngờ lại là người quen. Dương Bách Xuyên nhìn thấy người tới, mà người đi tới cũng thấy được Dương Bách Xuyên, hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy Dương Bách Xuyên nở nụ cười đối phương cũng giật giật khóe miệng. Người này không phải là ai khác chính là cái tên lúc trước ở quán bar, là tên côn đồ mà Nguyễn Văn Hạo đã tìm đến để xử lý Dương Bách Xuyên hoa đầu. Nhưng lần đó hoa đầu không chỉ không xử lý được Dương Bách Xuyên mà ngược lại còn bị Dương Bách Xuyên xử lý thảm hơn, gãy xương thì không nói mà lại còn bị ép lấy hết số tiền trên người, đúng là tiền mất tận mang. Sau khi hoa đầu nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng theo bản năng cảm thấy căng thẳng, lần trước hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên để lại bóng ma trong lòng thầm mắng xui xẻo tại sao lại gặp phải tên sát thần này ở đây. Nghe thấy Tống Nguyên Thành la hét. Hoa đầu hận không thể đi qua giết chết cái miệng chó của ông ta. Nếu không phải nể tình mỗi tháng Tống Nguyên Thành đều tặng quà, hơn nữa lại có quen biết với ba hắn ta thì chắc chắn hoa đầu muốn động tay động chân với ông ta rồi. Thủ đoạn Dương Bách Xuyên rất tàn nhẫn, so với cái cách sống lăn lộn từ tầng chót đi lên của hoa đầu mà nói thì chính là tương đối khủng bố. Nhân vật nóng tính này một là thoáng cái giết chết người, hai là nên xoay người rời đi vĩnh viễn đừng bao giờ trêu chọc anh. Đây là kinh nghiệm sống hơn 20 năm của hoa đầu. Mặc dù hôm nay hắn ta có dẫn theo 15-16 anh em ở phía sau nhưng mà, dù chỉ một chút tia hy vọng hắn ta cũng không có nắm chắc liệu có bắt được Dương Bách Xuyên hay không, trong nháy mắt hoa đầu nhìn thấy khóe miệng Dương Bách Xuyên cố ý vô tình mỉm cười, ngay lập tức trong lòng cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Lần trước sát thần cũng nở nụ cười này mà đánh hắn ta cùng với mấy anh em đến mức gãy xương. Trong lòng run lên, trong nháy mắt hoa đầu đưa ra quyết định hắn ta không muốn đối địch với Dương Bách Xuyên, lần trước bị dạy dỗ cho đến nay hắn ta vẫn nhớ như in,
chịu thiệt thì chịu thiệt, dù sao thì không nên mạo hiểm làm rõ chuyện đúng sai với Dương Bách Xuyên. Nghĩ tới đây, Hoa Đầu nhìn Dương Bách Xuyên bật cười, vẻ mặt vô cùng cung kính với đối phương nói, thì ra là anh Xuyên, chào anh Xuyên. Giờ phút này Hoa Đầu bày ra tư thế của kẻ tiểu nhân, vội vàng chào hỏi Dương Bách Xuyên, thậm chí còn có chút ti tiện, nhưng mà hắn ta cũng không còn cách nào khác, hắn ta thật sự rất sợ Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng cười ra tiếng, là Hoa Đầu à, sao thế, lại muốn tới đây để xử lý tôi nữa ư? Lúc hỏi, vẻ mặt Dương Bách Xuyên lộ ra sự trêu chọc. Hoa Đầu nghe Dương Bách Xuyên nói, cả người đều run lên, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng nói, anh Xuyên. À không, ông nội Xuyên đây đều là hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm, Tống Nguyên Thành và Tống Nguyên Hóa này là hàng xóm cũ của đường phố chúng em, mọi chuyện chắc chắn là hiểu lầm, ông nội Dương mong anh đừng tức giận, em tới đây chỉ muốn xem thử, tuyệt đối sẽ không dám gây phiền phức cho anh. Dương Bách Xuyên gật đầu cười cười, từ lúc tên này bước vào anh luôn quan sát vẻ mặt của tên Hoa Đầu này, bây giờ có thể chắc chắn được cái tên này bị lần trước anh đánh đến sợ hãi, anh cũng cảm giác được hắn ta không có nói dối. Anh lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Cả Lâm, nhỏ giọng nói vào bên tai cậu ta, dưới tầng là khu đỗ xe, trên xe tôi có treo một cái túi nhỏ màu đen, ấn điều khiển từ xa là có thể tìm được xe. Cả Lâm nhìn chìa khóa trong tay Dương Bách Xuyên, vậy mà là chìa khóa xe BMW, cậu ta ngẩn người một chút nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi ra ngoài. Mà mấy thanh niên đứng ở một bên cùng Lâm Hoan cũng nhìn thấy chìa khóa xe trong tay Dương Bách Xuyên, ánh mắt cả đám lóe lên. Bọn họ đều rất vui vẻ vì hành động chắn người lên trước của Dương Bách Xuyên, trong lòng đều rất hài lòng về anh. Tuy rằng bối cảnh của mỗi người trong số bọn họ đều vô cùng giàu có hơn cái tên côn đồ này, nhưng đối mặt với mười mấy tên côn đồ này thật sự là có hơi sợ hãi, nhỡ đâu đối phương không nói câu nào mà nhảy vào liền đánh, chịu thiệt là điều đương nhiên. Cũng may là Dương Bách Xuyên chắn ở trước mặt bọn họ, đảo mắt lại phát hiện. Cái tên lão đại của bọn côn đồ vậy mà có quen biết với Dương Bách Xuyên, hơn nữa vẻ mặt của đối phương lúc nhìn Dương Bách Xuyên rất cung kính, thậm chí là còn có hơi sợ hãi, điều này làm cho trong lòng mấy người bạn của Lâm Hoan đều rất tò mò suy đoán Dương Bách Xuyên rốt cuộc là ai. Về phần Tống Nguyên Thành và ông già Từ Kiện kia lúc đầu nhìn thấy Hoa Đầu bước vào, trong lòng ngay lập tức không còn lo lắng nữa, trên mặt cũng có nụ cười kiêu ngạo, nhưng trong chớp mắt Hoa Đầu lại cúi đầu với Dương Bách Xuyên kỳ. Điều này làm cho Tống Nguyên Thành rất kinh ngạc. Trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm, suy đoán xem Dương Bách Xuyên là đại thần phương nào. Hoa Đầu cười nói xong, trong lòng có chút thấp thỏm, hắn ta không biết giữa Dương Bách Xuyên và anh em Tống Nguyên Thành xảy ra mâu thuẫn gì, nhỡ đâu là Dương Bách Xuyên sai thì chuyện này hôm nay còn có thể thương lượng, nhưng nếu là bên phía Tống Nguyên Thành sai thì khi Dương Bách Xuyên nổi giận, trong lòng hắn ta thật sự rất là sợ hãi. Lần trước hắn ta bị Dương Bách Xuyên đánh gãy xương phải dưỡng bệnh thời gian rất dài, hai ngày trước mới xuất viện, hắn ta không muốn thử cảm giác đó thêm một lần nữa. Nghĩ tới đây, Hoa Đầu ra hiệu ánh mắt với một đàn em bên cạnh, tên đàn em này ngay lập tức hiểu được, lặng lẽ đi ra khỏi phòng riêng. Hoa Đầu thật sự rất sợ Dương Bách Xuyên gây chuyện, cho nên sau khi cân nhắc nhiều lần phái đàn em đi gọi cứu binh, cũng may hôm nay là buổi sinh nhật con trai của ông chủ đứng phía sau hắn ta. Hôm nay cũng tổ chức sinh nhật ở đây, Hoa Đầu đến đây cũng là muốn đến chúc mừng con trai của ông chủ lớn, nhận được điện thoại của Tống Nguyên Thành liền chạy tới. Lẽ ra những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn ta không nên, cũng không dám kinh động đến vị cậu cả nào đó, thế nhưng Hoa Đầu thật sự rất sợ Dương Bách Xuyên, trong lòng nghĩ nếu như lát nữa Dương Bách Xuyên thật sự ra tay, tất nhiên hắn ta sẽ không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà nếu như cậu chủ nào đó tới đây, vậy thì nói không chừng. Hoa Đầu biết rõ ông chủ phía sau màn của hắn ta là ai, mà bên cạnh vị cậu chủ nào đó lại có người học võ đi cùng. Nhìn Hoa Đầu, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, Hoa Đầu, hôm nay tôi cũng không có trách cậu, nhưng mà người đàn ông này lại muốn nói đạo lý với tôi, cậu nên đi hỏi cái người tên Tống Nguyên Thành và Nguyên Hóa xem chuyện hôm nay là có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là tôi hy vọng ông ta có thể nói sự thật với cậu. Hoa Đầu nghe Dương Bách Xuyên nói đạo lý. Lúc này bản thân ở trong lòng cũng thầm mắng, nói đạo lý em gái anh, có thể nói đạo lý đến mức mà Tống Nguyên Hóa đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự kia sao, hơn nữa nói đạo lý còn có thể khiến một người ôm cánh tay mà đứng ở một bên kêu rên. Đương nhiên là Hoa Đầu không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa, trên mặt lại cười nói, ông nội Xuyên, anh yên tâm, em sẽ hỏi thử,
nếu như thật sự là Tống Nguyên Thành không đúng, ngày hôm nay em sẽ thay anh theo chính nghĩa mà tiêu diệt kẻ ác, không tha cho ông ta. Ha ha, vậy thì tôi sẽ chờ cậu mau đi hỏi đi, Dương Bách Xuyên cười cười nói. Lúc này xung quanh bốn phía đều có người nhưng cũng không có nói gì, ánh mắt đặt ở trên người Dương Bách Xuyên. Lâm Hoan và các bạn học đều đang quan sát Dương Bách Xuyên nghĩ xem anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Trong lòng Hoa Đầu đang chờ cậu con trai của ông chủ đằng sau màn có thể nể mặt tới đây một chút, áp chế trận cho hắn ta, tốt nhất là có thể để cho hai người có học võ bên cạnh cậu cả ra tay, nếu như phế bỏ Dương Bách Xuyên thì hắn ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà với tình huống trước mắt, hắn ta thật sự muốn hỏi Tống Nguyên Thành chuyện ngày hôm nay cho rõ ràng, làm sao mà lại trêu chọc Dương Bách Xuyên. Trong chốc lát tâm trạng liền tụt xuống. Lúc này cả Lâm đi ra ngoài đã trở lại, trong tay còn cầm một cái túi thể thao màu đen, vẻ mặt kỳ lạ giao lại cho Dương Bách Xuyên. Vừa rồi lúc cậu ta xuống lầu ở khu đỗ xe, ấn chìa khóa điều khiển từ xa, vốn dĩ cậu chỉ tưởng rằng chìa khóa mà Dương Bách Xuyên đưa cho chính là chìa khóa của xe BMW bình thường. Lại không nghĩ tới thế mà là một chiếc xe BMW 7 series mới nhất, đêm hôm qua cậu ta còn nhìn thấy chiếc xe này ở trên mạng, vừa mới đưa ra thị trường, một chiếc xe có trị giá gần 300 vạn. Thật sự là khiến cho cậu ta chấn động lắp bắp một hồi, cậu ta không cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ lái xe cho người khác, loại xe tốt này cũng không phải người bình thường có thể chơi được. Dương Bách Xuyên ý bảo cho hắn ta tiến lên, sau đó hỏi Hoa Đầu, cậu đã hỏi cho rõ ràng chưa? Hoa Đầu lúng túng quay đầu lại, em đã hỏi rõ ràng, ông nội Xuyên, anh em nhà họ Tống nói là, vì bạn của anh làm vỡ một chai rượu vang đỏ trị giá 13 vạn của bọn họ, cô ấy không bồi thường nổi cho nên là cô gái ấy chủ động tới bồi rượu. Được rồi, ông ta không nói sự thật với cậu, nhưng cũng không sao, tôi nói tôi là người nói đạo lý, nếu như đã nói đến bồi thường, chúng tôi liền quay trở lại vạch xuất phát nói chuyện. Dương Bách Xuyên nói xong. Anh dừng một chút nhìn Hoa Đầu và Tống Nguyên Thành nói, có phải là bạn của tôi trong lúc đưa rượu vô ý làm vỡ một chai rượu vang đỏ trị giá 13 vạn của mấy người không? Nguyên nhân trong đó như thế nào tôi cũng sẽ không truy cứu coi như là lỗi của cô ấy, cái chai rượu 13 vạn chúng tôi sẽ bồi thường. Dứt lời, Dương Bách Xuyên mở miệng nói, cả Lâm, đưa túi cho tôi. Lúc này tất cả mọi người đều có chút choáng ngợp, không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì. Hoa Đầu lại vội vàng nói, không không không, ông nội Xuyên, chỉ là một chai rượu vang đỏ mà thôi, không cần bồi thường. Tuy rằng hắn ta nghe xong lời giải thích của Tống Nguyên Thành, trong lòng đã hiểu được rõ ràng là Tống Nguyên Thành đang hoảng hốt. Từ tầng dưới chót có thể lăn lộn lên trên thì làm sao lại không rõ, tất nhiên là anh em nhà họ Tống, vì muốn lấy lòng Từ Kiện mà cố ý tạo ra một màn hãm hại nữ nhân viên phục vụ. Trong lòng rõ ràng thì rõ ràng. Nhưng lúc này Hoa Đầu cũng sẽ không nói rõ, bởi vì hắn ta muốn thông qua chuyện không cần bồi thường để ghi điểm với Dương Bách Xuyên, như vậy thì không cần lo lắng anh sẽ ghi hận trong lòng, cũng không bị nói là tham lam, chứ không đầu cũng sẽ rơi xuống cùng với hai anh em nhà họ Tống. Nhưng ngay sau đó Hoa Đầu lại mở to hai mắt. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên mở túi ra, bên trong toàn bộ lộ ra một mảng đỏ rực, toàn bộ đều là một gói tiền. Dương Bách Xuyên tiện tay lấy ra ba xấp tiền nói về phía Tống Nguyên Thành nói, một chai rượu vang đỏ 13 vạn, bây giờ tôi bồi thường gấp đôi cho ông 26 vạn. Trong lúc nói chuyện anh trực tiếp đánh lên người Tống Nguyên Thành. Có đủ không, anh hỏi. Thấy vậy, trong lòng Tống Nguyên Thành chua xót không thôi, hôm nay ông ta xem như đã nhìn ra, thanh niên tên Dương Bách Xuyên này và nhân viên phục vụ tên cả Lâm kia là bạn bè. Hơn nữa lại còn là người mà ngay cả Hoa Đầu cũng không dám đắc tội. Hơn nữa người ta tiện tay ra một túi tiền lớn, nhìn qua ít nhất cũng phải là 100-200 vạn, anh em bọn họ kinh doanh cửa hàng thịt một năm lợi nhuận cũng chỉ có 20-30 vạn mà thôi. Lần này Tống Nguyên Thành kêu rên, hôm nay ngoài cố nén nước mắt chấp nhận thì còn cách nào khác đâu. Đối mặt với một câu có đủ hay không của Dương Bách Xuyên, trong miệng Tống Nguyên Thành giống như là ăn phải ruồi, căn bản là không dám trả lời. Dương Bách Xuyên vẫn mỉm cười, nhìn Tống Nguyên Thành rồi hỏi một câu, đủ không? Sắc mặt Tống Nguyên Thành thoát xanh thoát trắng, xem như ông ta đã nhìn ra bạn của hai nhân viên phục vụ kia không thiếu tiền, người ta đang dùng tiền và mặt đó. Có thể thoải mái lấy ra một cọc tiền, tay còn cầm chìa khóa xe BMW, đây là... Báo ứng, Tống Nguyên Thành thầm kêu rên trong lòng.
Ông không nói gì tôi coi như ông ngầm đồng ý. Dương Bách Xuyên tự nói một mình, tôi đã bồi thường rượu cho ông rồi, chúng ta lại nói chuyện khác. Ối. Lúc này một tiếng rên đầy đau đớn vang lên, tên mập Tống Nguyên Hóa bị Dương Bách Xuyên đánh ngất xỉu trên mặt đất tỉnh lại rất đúng lúc. Thấy Tống Nguyên Hóa tỉnh lại, Dương Bách Xuyên mừng thầm, vừa hay đang thiếu một nhân vật chính đây. Tống Nguyên Hóa mới tỉnh lại còn chưa rõ tình hình, vừa nhìn thấy Dương Bách Xuyên liền há miệng chửi mắng nhưng bị ánh mắt sắc bén của Dương Bách Xuyên trừng sang, khiến gã phải nuốt lại những lời lẽ thô tục. Hơn nữa Tống Nguyên Hóa nhìn thấy anh trai mình đánh mắt ra hiệu, rồi lại nhìn người xuất hiện ở đây, bấy giờ gã cũng nhận thấy có điểm bất thường, thoáng ngẩn ra giây lát mới nhổm dậy đứng sang một bên. Tống Nguyên Hóa đã tỉnh lại, Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nói với Cà Lâm, ai đã đánh cậu? Bọn họ đánh cậu thế nào thì bây giờ cậu đánh lại như thế? Anh em nhà họ Tống nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì mặt chợt biến sắc. Rõ ràng là hôm nay Dương Bách Xuyên muốn đối đầu với bọn họ. Hai anh em cùng nhìn sang Hoa Đầu ở bên cạnh, nếu Hoa Đầu không ra mặt thì hôm nay bọn họ không chỉ ăn đòn mà còn mất hết mặt mũi. Lúc nhìn Hoa Đầu, Tống Nguyên Thành kín đáo giơ năm ngón tay rồi xoay qua xoay lại một vòng. Hoa Đầu hiểu ý của Tống Nguyên Thành là cho hắn 10 vạn yêu cầu hắn ta ra mặt. Hoa Đầu rơi rối rắm, bắt đầu tính toán xem mình có nên kiếm 10 vạn này của Tống Nguyên Thành hay không. Lúc này Cà Lâm vô cùng cảm động, cậu ta nhìn Dương Bách Xuyên rồi bước lên chỉ vào Tống Nguyên Hóa, anh. Xuyên, tên béo chết tiệt này, đánh em. Đánh lại đi, đã bồi thường rồi, chúng ta không thể chịu thiệt được. Dương Bách Xuyên nói với Cà Lâm. Đúng lúc này, tên đàn em trước đó rời đi của Hoa Đầu bước nhanh tới ghé vào tai hắn ta nói nhỏ mấy câu. Hoa Đầu nhếch môi, lập tức có tự tin. Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên, anh Dương, làm gì đến mức đó, nể mặt người anh em này đi, tôi bảo anh em nhà họ Tống trả tiền thuốc men cho bạn anh được chứ. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên nghe thấy Hoa Đầu đã đổi cách xưng hô với mình từ ngài thành anh, lại liên tưởng đến người vừa rồi ghé vào tai hắn ta thì thầm gì đó, anh lập tức đoán ra rất có thể là Hoa Đầu đã tìm được người giúp đỡ, cho nên có tự tin khiêu chiến với mình. Nhưng Dương Bách Xuyên chẳng thèm quan tâm. Anh híp mắt. Nghiêm túc nói với Hoa Đầu, nể mặt mày á. Mày là cái thá gì? Hôm nay tao nói rõ, anh em của tao không thể bị bắt nạt vô ích. Mày, Hoa Đầu giận run người, nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, rốt cuộc hắn ta cũng không dám nói mấy lời hung hăng, mà chỉ cười khẩy trong lòng cho mày kiêu ngạo một lúc đấy. Lát nữa cậu cả tới đây, đến lúc đó tao chống mắt lên xem mày chết thế nào. Lúc nãy tên đàn em báo rằng cậu cả đã đồng ý và đang trên đường tới đây, cho nên Hoa Đầu rất tự tin. Cà Lâm, bị đánh thế nào thì đánh lại thế ấy. Dương Bách Xuyên phớt lờ Hoa Đầu, thẳng thừng nói với Cà Lâm. Vâng, Cà Lâm cũng nghẹn một bụng lửa giận. Hôm nay mấy người này không chỉ sỉ nhục cậu ta, mà quan trọng hơn là còn sỉ nhục Tiểu Vũ, cậu ta không thể nhịn được cơn tức này. Bây giờ Cà Lâm nhìn ra anh Xuyên rất tự tin. Thế nên cậu ta không nghĩ nhiều, đáp lời Dương Bách Xuyên rồi và miệng Tống Nguyên Hóa. Bốp 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 bốp. Năm cái tát liên tiếp biến khuôn mặt béo tròn của Tống Nguyên Hóa thành đầu heo. Nhưng anh em nhà họ Tống không ai dám làm gì, coi như bọn họ đã nhìn ra Dương Bách Xuyên không chịu nể mặt Hoa Đầu thì chẳng phải người đơn giản. Cả năm tát Tống Nguyên Hóa xong lại đi tới chỗ Tống Nguyên Thành, không đánh ông ta mà xách một chai rượu lên và nói, ông đã thưởng cho tôi. Tôi, một ly rượu, bây giờ, tôi trả lại cho ông. Cà Lâm vừa nói vừa dốc ngược chai rượu sâm panh đổ lên đầu Tống Nguyên Thành. Dương Bách Xuyên còn tưởng Tống Nguyên Thành thật sự cho Cà Lâm uống rượu, bây giờ trông thấy cách làm của Cà Lâm mới hiểu ra Tống Nguyên Thành là hát rượu lên người Cà Lâm. Sắc mặt Tống Nguyên Thành chẳng khác gì màu gan heo. Ông ta siết chặt hai nắm đấm, sau đó nhìn sang Hoa Đầu. Lần này ông ta xòe hai tay ý bảo trả 20 vạn. Hôm nay ông ta đã mất mặt lắm rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Hoa Đầu thấy Tống Nguyên Thành chi 20 vạn thuê mình ra tay thì lập tức hạ quyết tâm. Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên và nói, Dương Bách Xuyên, đừng khinh người quá đáng. Dứt lời hắn ta ra hiệu cho một tên đàn em ở bên cạnh đi ngăn cản Cà Lâm đổ rượu lên đầu Tống Nguyên Thành. Nhưng tên này cũng bị Dương Bách Xuyên đá ngã ra đất. Anh nói với Cà Lâm, cậu tiếp tục đi. Sau đó anh nhìn Hoa Đầu, muốn đánh nhau hả?
Đừng tưởng mày có chút bản lĩnh thì tao sợ mày. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Sắc mặt Hoa Đầu tối sầm lại. Dương Bách Xuyên cười ha hả, viện binh của Hoa Đầu đến rồi à? Được thôi, hôm nay tao chờ, chúng mày thì sao? Nhưng trong lòng lại nói, anh mày ở cùng một đám con ông cháu cha mà còn sợ một thằng côn đồ như mày chắc. Còn đánh nhau thì càng khỏi phải nói. Cho dù hôm nay Hoa Đầu gọi đến dăm ba chục người thì Dương Bách Xuyên cũng có cách đối phó, chứ đừng nói chi đến mười mấy người này. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, phía cửa bỗng xôn xao, đám đàn em của Hoa Đầu rối rít nhường đường. Ngay sau đó, Hoa Đầu mừng rỡ reo lên, cậu cả đến rồi. Thằng nhãi này rất khó chơi. Bốp, chơi con mẹ mày, người vừa đến vào phòng, chẳng nói chẳng rằng lập tức cho Hoa Đầu một bạt tai. Hoa Đầu ngu người luôn, nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao đều là người cùng phe mà cậu cả lại tát mình. Đồng thời lúc này diễn ra một cảnh tượng khiến hắn ta run rẩy cả người. Chỉ thấy cậu cả và Dương Bách Xuyên mỉm cười với nhau, sau đó cậu cả nói, thật không ngờ lại là cậu. Dương Bách Xuyên cũng cười, tôi cũng không ngờ Dương đứng đầu cậu là xã hội đen, ha ha. Dương, đừng nói khó nghe như thế, hồi trẻ ông già nhà tôi dựng nghiệp bằng nghề này ấy mà. Sao nào, chịu ấm ức hả? Sao có thể chứ? Vậy thì tốt, để tôi xử lý vụ này được chứ? Được. Chấm chấm chấm. Hoa Đầu nhìn cậu cả và Dương Bách Xuyên trò chuyện vui vẻ mà cõi lòng tan nát. Hắn ta không thể nào ngờ được Dương Bách Xuyên lại quen cậu cả. Mẹ kiếp, nếu biết trước các người quen nhau thì dù có cho 200 vạn tôi cũng chẳng xen vào chuyện này. Giờ thì hay rồi, bị cậu cả ghim, Hoa Đầu nghĩ mà sợ. Dương Bách Xuyên cũng rất bất ngờ, không ngờ viện binh mà Hoa Đầu gọi tới lại là Dương Lâm Dương đứng đầu. Trước kia anh từng nghe đồn nhà Dương Lâm là xã hội đen. Cuối cùng thì bây giờ cũng được chứng thực. Lúc này cả Lâm đã rót hết một chai rượu lên đầu Tống Nguyên Thành, lùi sang bên cạnh Dương Bách Xuyên. Hiện giờ người sốc nhất là anh em nhà họ Tống. Bọn họ thường xuyên qua lại với dân giang hồ, cũng từng gặp Dương Lâm, con trai của Dương Thái Sơn trong thế giới ngầm Cố Đô, chỉ có điều không quen thân mà thôi. Không ngờ Dương Lâm lại rất thân với Dương Bách Xuyên. Toang rồi, Tống Nguyên Thành thầm than trong lòng. Đúng lúc này ngoài cửa lại xôn xao, mọi người nghe thấy có cảnh sát tới. M. Thanh này nhóm lên hy vọng trong lòng Tống Nguyên Thành. Ông ta nghĩ tới cuộc điện thoại lúc trước từ kiện bảo mình gọi, đó là số điện thoại của đội trưởng Lưu thuộc công an Cố Đô. Ai báo cảnh sát? Quả nhiên một lát sau có mấy cảnh sát đi đến. Từ kiện trông thấy tên cảnh sát dẫn đầu thì lập tức gào to, đội trưởng Lưu, là tôi báo án. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ phấn chấn của lão già Từ Kiện này, nào còn không rõ chứ? Đội trưởng Lưu này quen Từ Kiện chứ gì? Ở Trung Quốc luôn duy trì quan hệ ân tình, rõ ràng đây là cảnh sát do lão già Từ Kiện tìm đến. Nhưng Dương Bách Xuyên không lo lắng chút nào. Anh liếc nhìn Lương Tử phía sau. Lương Tử đứng trong đám đông nhìn mấy tên cảnh sát với vẻ mặt giễu cợt, chuẩn bị nhìn xem đám cảnh sát sẽ xử lý chuyện này thế nào. Thật ra anh ta cũng đã tìm người nhưng người chưa đến mà thôi. Mấy cảnh sát đều nghiêm nghị, đội trưởng Lưu bắt đầu hỏi cung, sau đó giận dữ ra lệnh, bắt hết mấy người này đưa về lập biên bản. Hắn vừa nói vừa chỉ vào nhóm Cà Lâm và Dương Bách Xuyên, cả anh em nhà họ Tống và Từ Kiện nữa. Thoạt nhìn có vẻ rất công bằng, không ai nhìn ra quan hệ giữa Từ Kiện và đội trưởng Lưu không tầm thường. Tuy nhiên, có một số chuyện thường có ngoại lệ. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm, đội trưởng Lưu cần gì phải phiền phức như vậy, lập biên bản tại chỗ đi, chuyện nhỏ mà thôi. Cục trưởng Lưu, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, đội trưởng Lưu giật mình hét lên thất thanh. Cục trưởng Lưu mà đội trưởng Lưu vừa gọi là do Lương Tử gọi tới, những chuyện tiếp theo đều tiến hành theo lẽ công bằng. Sau quá trình điều tra, sự việc đã rất rõ ràng. Tên mập Tống Nguyên Hóa là người đầu tiên không chống đỡ được sự tra hỏi của cảnh sát, khai ra toàn bộ. Kết quả giống với phỏng đoán của Dương Bách Xuyên, chai rượu kia là từ anh em họ Tống làm vỡ, hơn nữa không phải 10 vạn ba mà là 1.000 ba. Một vụ oan giá họa điển hình. Lão già Từ Kiện khốn khiếp cũng bị cảnh sát bắt về đồn. Dương Bách Xuyên cũng làm ghi chép, bị cục trưởng Nghiêu theo phép công răn dạy vài câu về vấn đề đánh người. Có mấy người Lương Tử nên tất nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Cuối cùng là vấn đề của Hoa Đầu có phần nghiêm trọng, bị gán tội danh dẫn theo mười mấy đàn em tụ tập gây rối. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra Hoa Đầu là người của Dương Lâm, hay nói chính xác hơn là có quan hệ với nhà Dương Lâm, cho nên anh bảo Lương Tử tha cho Hoa Đầu. Sau khi cảnh sát rời đi, mấy người Lương Tử cũng hết hứng thú, trước khi đi còn trao đổi phương thức liên lạc với Dương Bách Xuyên. Lâm Hoan không đi, Dương Bách Xuyên giữ cô lại vì còn muốn trao đổi về chuyện phê duyệt sản phẩm vẫn chưa kịp nói. Ở đây còn lại Dương Lâm và Hoa Đầu. Dương Lâm xin lỗi Dương Bách Xuyên, xin lỗi nha người anh em, hôm nay tôi còn có việc, hôm khác tôi sẽ tạ tội với cậu. Nói xong anh ta giữ dằn trợn mắt chừng Hoa Đầu, sau đó rời đi. Dương Bách Xuyên chú ý thấy trước mặt Dương Lâm, Hoa Đầu khúm núm rẻ rặt như cháu trai. Anh không biết lai lịch thật sự của Dương Lâm, nhưng xem ra rất khủng đấy. Hơn nữa khi Dương Lâm sắp đi, Dương Bách Xuyên mới chú ý tới ở cửa có một người trung niên đi theo anh ta. Người này mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất đặc biệt, từ tư thế đi đường có thể thấy bước chân vững vàng, hẳn là người luyện võ. Dương Bách Xuyên cũng không còn hứng thú nán lại quán karaoke nữa. Anh gọi cả Lâm, bạn học Tiểu Vũ và Lâm Hoan, sau đó bốn người rời khỏi đó, tìm một quán vỉa hè ăn khuya. Trên bàn rượu, cả Lâm nói với Dương Bách Xuyên, anh Xuyên, hôm nay nay, cảm ơn anh. Anh em với nhau, cảm ơn gì chứ? Dương Bách Xuyên vẫn rất quan tâm đến cả Lâm, có thể nói cậu ta là người bạn duy nhất mà anh quen biết trong lúc làm thêm ở quán bar. Anh nhìn cả Lâm và hỏi, sao cậu lại ra ngoài làm thêm? Tốt nghiệp rồi không tìm việc à? Đừng nhắc đến nữa, nhà em, chẳng phải ba em nhận thầu mấy chục mẫu thuốc đông y sao, vận may không tốt, các loại dược liệu. Đều, hỏng rồi. Nhà em nợ, hơn chục vạn, em tìm được việc rồi, buổi tối đi làm thêm để có thể đỡ đần gia đình thêm chút ít. Cả Lâm lắp bắp nói xong còn nhìn trộm Tiểu Vũ ở bên cạnh. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra. Buổi tối cả Lâm đến quán karaoke làm thêm, nói không chừng phân nửa nguyên nhân là vì Tiểu Vũ. Mấy người uống rượu trò chuyện, ban đầu Tiểu Vũ còn ngại ngùng, nhưng sau khi nhận thấy Dương Bách Xuyên và cả Lâm nói chuyện rất thoải mái, cô ta cũng dần thả lỏng và tán gẫu cùng mọi người. Dương Bách Xuyên nhìn ra cả Lâm đang theo đuổi Tiểu Vũ. Hai người là đồng hương, cả Lâm lo lắng khi Tiểu Vũ đi làm ở quán karaoke nên cũng đi theo. Nói tới công việc. Dương Bách Xuyên bèn hỏi Cà Lâm, công việc hiện tại của cậu thế nào? Có hài lòng không? Hài lòng gì chứ, chỉ là một công việc thực tập không lương mà thôi. Em làm không lương mấy tháng, có được chuyển lên chính thức hay không cũng là vấn đề. Cà Lâm lộ vẻ ủ rũ. Vậy thì tôi giới thiệu cho cậu một công việc nhé. Công ty của bạn tôi mới thành lập, đang tuyển người. Cậu đến đó làm đi, phúc lợi tốt, lương khởi điểm là 1 vạn. Dứt lời anh nhìn sang Tiểu Vũ rồi bổ sung, Tiểu Vũ cũng có thể tới đó. Đương nhiên là Dương Bách Xuyên đang nói tới công ty Vân Kỳ, có điều không nói rõ mình là ông chủ công ty, anh thầm nghĩ đến lúc đó nói với Lưu Tích Kỳ 1 tiếng là được. Cả Lâm nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt bỗng sáng ngời, mặt đỏ phừng phừng, nghẹn hồi lâu mới thốt ra 2 chữ cảm ơn. Từ chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu ta đã nhìn ra Dương Bách Xuyên này đã khác xưa. Vốn định mở lời nhờ đối phương tìm một công việc làm thêm thích hợp khác cho Tiểu Vũ, nhưng không ngờ anh lại giúp đỡ thoải mái như vậy. Bản thân cả Lâm cũng đang lo lắng vì khoản nợ trong nhà, bây giờ một câu nói của Dương Bách Xuyên đã giúp cậu ta có được công việc với mức lương 1 vạn, cả Lâm khắc sâu ân tình này trong lòng. Cả Lâm vui vẻ lôi kéo Dương Bách Xuyên uống rượu, ngay cả Lâm Hoan cũng uống thêm vài ly. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Tiểu Vũ đứng dậy chào tạm biệt Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan, đương nhiên cả Lâm cũng hớn hở đi cùng tiễn cô ta về nhà. Trước khi cả Lâm đi, Dương Bách Xuyên lấy 15 vạn trong túi đưa cho cậu ta, nói rõ đây là tiền cho vay, bảo cậu ta mang đi trả nợ. Hiện tại mười mấy vạn chẳng là gì với Dương Bách Xuyên, cho không cũng được, nhưng anh biết mình cho cả Lâm thì sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Vì vậy số tiền này chỉ có thể cho vay. Cho người ta cá không bằng dạy người ta cần câu cá, anh đã sắp xếp công việc cho cậu ta rồi, không cần cho tiền nữa. Hôm nay cũng thật trùng hợp, anh chuẩn bị 15 vạn để mua dược liệu dùng nên để trên xe cho tiện, không ngờ lại có chỗ dùng. Sau khi hai người đi, ở đây chỉ còn hai người Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới tìm cơ hội kể cho Lâm Hoan chuyện phê duyệt giấy chứng nhận sản phẩm của công ty bị người ta chặn lại. Lâm Hoan nghe xong thì nhíu mày nói, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, ngày mai tôi sẽ đi nghe ngóng. Tôi muốn xem kẻ nào có mắt không tròng như vậy. Sau đó, Dương Bách Xuyên trêu Lâm Hoan, hôm nay cậu chẳng giống cậu gì cả, sao lại chạy đến quán karaoke? Tôi nhớ là trước giờ cậu không thích hoàn cảnh nơi đó cơ mà. Nói đến chuyện này là Lâm Hoan xị mặt thở dài, đừng nhắc nữa, hôm nay tôi ầm ĩ với ông già nhà tôi một trận. Sao thế? Dương Bách Xuyên hỏi cô. Ông già nhà tôi rất cổ hủ và cực kỳ cố chấp. Ông ấy bắt tôi vào cơ quan làm việc, nhưng tôi không muốn làm dạng công việc đi làm uống trà đọc báo đó, tôi muốn làm việc của mình nên tìm ông ấy thương lượng. Kết quả là ông ấy mắng tôi một trận. Lâm Hoan là người có chính kiến riêng, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra điểm này từ lâu. Sau khi tốt nghiệp cô không nghe theo sắp xếp trong nhà cũng chẳng có gì lạ. Dương Bách Xuyên cũng không biết an ủi cô thế nào. Thấy Lâm Hoan không vui, anh liền uống rượu với cô. Bất chi bất giác hai người đã uống thêm rất nhiều rượu. Đến khi Dương Bách Xuyên kịp nhận ra thì Lâm Hoan đã say rồi. Ở quán karaoke cô đã uống say, có điều sau khi nôn xong đã khá hơn một chút. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi chúng nỗi lòng, cô lại mượn rượu giải sầu, thế là say hẳn. Dầm, Lâm Hoan úp sấp xuống bàn. Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm. Trong lòng thầm cười khổ, biết vậy thì không uống. Anh đỡ cô dậy, tính tiền rồi rời đi. Mới đi mấy bước Lâm Hoan đã nôn ra. Hay chưa kìa, nôn hết lên người Dương Bách Xuyên rồi. Mẹ nhà cậu, cậu nôn ven đường không được sao, nhất định phải nôn lên người tôi thế này. Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt. Ha ha, đáp lại là tiếng cười ngây ngô say xỉn của Lâm Hoan. Dương Bách Xuyên dìu cô lên xe, cởi áo khoác ngoài rồi ném lên ghế phụ. Trên đường đi, Dương Bách Xuyên hỏi địa chỉ nhà Lâm Hoan, nhưng hỏi cả buổi trời mà cô không trả lời. Anh đành lái xe về nhà, dù sao nhà anh cũng có nhiều phòng. Đương nhiên là anh không có suy nghĩ xấu xa gì với Lâm Hoan cả, mặc dù cô cũng là mỹ nữ hạng nhất. Sau khi về đến nhà, Dương Bách Xuyên đặt Lâm Hoan lên sofa rồi đi vào nhà tắm. Anh bị cô nôn ra đầy người. Mùi rượu quá nồng. Thật ra hôm nay anh cũng uống say. Nguyên tắc của Dương Bách Xuyên là uống rượu với anh em bạn bè thì tuyệt đối không lợi dụng chân khí gian lận. Anh tắm rửa xong đi ra ngoài, trên người đã mặc áo tắm, lúc này mới chuẩn bị dàn xếp cho Lâm Hoan. Anh đi đến định đưa cô vào phòng ngủ phụ. Lúc anh qua đỡ, đột nhiên Lâm Hoan mở đôi mắt mơ màng, cười khanh khách nói, Dương Bách Xuyên khốn khiếp, Linh Linh thích cậu, tôi biết, tôi biết. Cô lặp đi lặp lại câu cuối cùng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, khổ sở lắc đầu. Anh biết cô rượu vào lời ra nên không quan tâm, dứt khoát bế cô đi đến phòng phủ. Dương Bách Xuyên đặt Lâm Hoan lên giường và đắp chăn cho cô, lúc xoay người định đi thì Lâm Hoan thình lình túm lấy áo tắm của anh làm nó rơi xuống. Tức thì anh trần như nhộng, đứng ngây ra đó. Vậy mà lúc này Lâm Hoan còn lẩm bẩm, tôi biết Linh Linh thích cậu, tôi cũng thích cậu. Dương Bách Xuyên, tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi thích cậu đấy. Cô vẫn rượu vào lời ra. Mà lúc này, Lâm Hoan bỗng cởi đồ. Đôi gò bồng đào đẫy đà rung rinh của cô trần trụi trước tầm mắt Dương Bách Xuyên. Cộng thêm lời tỏ tình trong cơn say của Lâm Hoan hồi nãy, một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong người Dương Bách Xuyên. Anh không phải thánh nhân, anh là người máu có thịt. Từ khi tu chân tới nay, cơ thể anh càng ngày càng cường tráng. Dục vọng ở phương diện nào đó cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dương Bách Xuyên nhìn Lâm Hoan trên giường bằng cặp mắt đỏ ngầu, lập tức nhào tới. Có đôi khi rượu là thứ tốt, uống say có thể ngủ với mỹ nhân. Cũng có thể là lúc ngà ngà say thì người ta có thêm can đảm. Lúc này Dương Bách Xuyên đã ngà ngà say, đương nhiên anh không hề nhát gan, mà là bị men rượu kích thích thần kinh. Hiện tại Dương Bách Xuyên mới 21 tuổi, đang độ thanh xuân nhiệt huyết. Là độ tuổi không cưỡng lại được cám dỗ nhất. Cho nên sau khi tổng hợp các nhân tố trên mọi phương diện, anh kích động rồi. Lâm Hoan là một cô gái có ngoại hình không kém gì Liễu Linh Linh, nhất là vóc dáng đáng kiêu ngạo. Từ lần đầu gặp nhau Dương Bách Xuyên đã chảy nước miếng. Lúc này Lâm Hoan nằm nghiêng, đường cong cơ thể cô chính là độc dược chí mạng nhất đối với Dương Bách Xuyên. Sau khi Lâm Hoan say rượu tỏ tình,
tim anh đã đập rộn ràng, huống chi lúc này thân hình cô đang phô bày trước mắt anh. Lúc đè lên người Lâm Hoan, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ có ngọn lửa hừng hực đang kêu gào hãy đẩy ngã cô. Lâm Hoan nằm trên giường, toàn thân run rẩy, mơ màng mở mắt ra nhìn Dương Bách Xuyên. Trong mắt cô thoáng xuất hiện cảm xúc phức tạp, nhưng ngay sau đó đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại ngọn lửa cháy bỏng. Quả thật hôm nay Lâm Hoan đã uống say, ý thức mơ hồ tột độ, nhưng liên quan đến chữ say có câu nói người say, lòng không say. Cô biết giờ phút này đang xảy ra chuyện gì. Nhưng thế thì sao chứ? Thích chính là thích, yêu chính là yêu. Cô mượn rượu nói ra lời chôn giấu trong lòng, chuyện này rất bình thường mà. Cô đã trưởng thành rồi, biết Dương Bách Xuyên nhào đến sẽ phát sinh chuyện gì. Khác phái thì hút nhau, lại thêm men rượu kích thích, dẫn tới xảy ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Dương Bách Xuyên hôn Lâm Hoan ngấu nghiến, nhịp tim đập dồn dập, máu chảy tăng tốc. Anh cảm nhận được toàn thân đều đang bùng cháy. Một tiếng rên nũng nịu cất lên. Dương Bách Xuyên được Lâm Hoan đáp lại nhiệt tình. Không lâu sau cả căn phòng tràn đầy sắc xuân, tiếng thở hồng hộc xen lẫn tiếng nước róc rách. Đúng lúc này, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên, á. Ngày hôm sau ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào mặt, Dương Bách Xuyên mở mắt ra. Lâm Hoan ở bên cạnh quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, gương mặt ửng hồng. Dương Bách Xuyên nhớ lại chuyện điên cuồng đêm qua, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an. Bởi vì kể cả anh lẫn Lâm Hoan đều uống say, nhất là Lâm Hoan gần như say bí tỉ, còn anh thì không thể cưỡng lại cám dỗ. Đêm qua là lần đầu tiên hai người ăn vụng trái cấm. Anh thầm lo lắng liệu sau khi tỉnh dậy Lâm Hoan có hận mình không. Nhưng Dương Bách Xuyên nhớ lại màn điên cuồng đêm qua, thật ra Lâm Hoan còn dữ dội hơn cả anh, chủ động đòi hỏi nhiều lần. Chắc là cậu ấy không trách mình đâu nhỉ, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Lâm Hoan bỗng mở choàng mắt, không có dấu hiệu báo trước. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng. Chốc lát sau, Lâm Hoan bỗng nở nụ cười xinh đẹp, cậu đang lo tôi sẽ trách cậu à? Dương Bách Xuyên cười lúng túng, cậu không trách sao? Tại sao phải trách cậu? Lâm Hoan hỏi ngược lại rồi nói tiếp, thật ra, tuy tối qua tôi uống say nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi thích cậu, tôi không hối hận. Nỗi lo lắng qua đi, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động, anh nghe ra Lâm Hoan không nói dối. Cô là một người dám yêu dám hận. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh lạ thường và nét ửng đỏ trên mặt cô, Dương Bách Xuyên thâm tình đặt nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô. Hai người đều hiểu tiếng lòng trong mắt đối phương. Tôi hứa với cậu, làm người phụ nữ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu. Lúc nói câu này, tâm trạng Dương Bách Xuyên cực kỳ mâu thuẫn. Hiện tại anh đang nghĩ mình là truyền nhân của Tản Tiên, là người tu chân có thể bay trên trời chui dưới đất, là người sau này sẽ đi tới thế giới tu chân rộng lớn và hùng mạnh. Anh có nhiều thứ hơn người bình thường, chắc là có thể nhỉ. Hai người triền miên một lúc. Sau đó Lâm Hoan dịu dàng nói, cậu không cần chịu trách nhiệm, tôi đã là người trưởng thành rồi. Dương Bách Xuyên hiểu, ý của Lâm Hoan gần như là cô sẽ không bám lấy anh không buông. Trong câu nói này diễn đạt rất nhiều ý. Dương Bách Xuyên biết Lâm Hoan có thể nói ra câu này, chắc là vì cô đã sớm nghĩ rõ ràng những người và việc mà sau này có thể sẽ đối mặt. Ví dụ như Liễu Linh Linh du học nước ngoài. Lâm Hoan ăn sáng xong, nở nụ cười rời đi. Sau khi đột phá quan hệ, hai người trở nên gần gũi hơn nhiều. Lâm Hoan đi rồi, Dương Bách Xuyên gọi điện cho Lưu Tích Kỳ nói về chuyện cả Lâm sẽ đến công ty làm việc, nhờ anh ta sắp xếp. Anh đã hứa với cả Lâm thì nhất định phải làm được. Dương Bách Xuyên gọi cả Lâm là anh em không phải chỉ nói miệng thôi. Trong điện thoại, Lưu Tích Kỳ cũng báo cho Dương Bách Xuyên là Tiền Tiểu Bối đã giải quyết xong chuyện xe cộ. Anh ta tự mua cho mình một chiếc và cho công ty ba chiếc. Ngoài ra, anh ta còn hỏi Dương Bách Xuyên chuyện phê duyệt sản phẩm. Trước khi đi Lâm Hoan đã đồng ý với Dương Bách Xuyên sẽ xử lý chuyện này, bảo anh không cần lo lắng. Sau đó, Dương Bách Xuyên cũng đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đi làm ở công ty đấu giá Triệu Thị, không thể đến quá muộn. Anh thầm nghĩ chờ đi làm thêm vài ngày nữa sẽ về quê đón bà nội và em gái đến cố đô.
để cho bà nội xem công việc hiện giờ của anh, thỏa mãn nguyện vọng của bà. Thời gian này anh muốn đi cũng không đi được. Phía Lưu Tích Kỳ, lô rượu Cố Nguyên đầu tiên cần đưa ra thị trường, sau khi tất cả được chuyển đi thì anh có thể yên tâm về nhà. Đến khi Dương Bách Xuyên lái xe tới công ty, hầu như ai cũng tươi cười chào hỏi anh biết là vì liên quan đến Triệu Nam. Thậm chí có một số người nở nụ cười kỳ lạ, có lẽ trong mắt bọn họ, anh đã tìm được chỗ dựa là tổng giám đốc xinh đẹp. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý, anh cứ đi phần mình, phớt lờ cái nhìn của người khác. Anh đi tìm Mục Vạn Thịnh hỏi thăm công việc cụ thể vì hôm qua vẫn chưa kịp hỏi. Hôm nay Mục Vạn Thịnh cực kỳ nhiệt tình khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Hôm qua ông ta đã chứng kiến quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và tổng giám đốc xinh đẹp, lòng thầm nhủ mình sắp gặp may rồi. Quả nhiên sáng nay Mục Vạn Thịnh nhận được cuộc gọi từ thư ký ngải báo rằng sau này phòng nhân sự sẽ do ông ta quyết định, không còn đảm nhận chức vị phó giám đốc nữa. Nói cách khác, từ nay về sau Mục Vạn Thịnh này là người đứng đầu nhân sự trong công ty. Ngày hôm qua cả công ty đổi gió trở trời, tổng giám đốc xinh đẹp đuổi 6 cổ đông cùng lúc, ngoài ra còn có một số cấp dưới của mấy cổ đông này. Đương nhiên Ngô Mập Mạp cũng nằm trong số đó, gã thuộc nhóm đầu tiên bị đuổi khỏi công ty. Mục Vạn Thịnh cảm thấy tất cả những điều này đều là Dương Bách Xuyên mang đến cho mình, Dương Bách Xuyên chính là phúc tinh của ông ta. Đương nhiên Mục Vạn Thịnh càng thiên về suy nghĩ tổng giám đốc xinh đẹp nể mặt Dương Bách Xuyên nên mới có kết quả này. Khi sắp xếp chức vụ cho Dương Bách Xuyên, Mục Vạn Thịnh cũng hao tâm tổn trí xếp cho Dương Bách Xuyên vị trí chủ nhiệm phòng giám định. Vị trí này là ông ta bất chợt nghĩ ra. Mục đích là để lấy lòng Dương Bách Xuyên. Mà đây cũng là chút thủ đoạn của Mục Vạn Thịnh. Hôm qua phòng giám định có một giám đốc bị sa thải, Mục Vạn Thịnh cho rằng với quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và tổng giám đốc xinh đẹp, mình không thể cấp cho đối phương đãi ngộ của nhân viên bình thường, không thể quá tốt mà cũng không được quá kém, cho nên ông ta đã nghĩ ra chức chủ nhiệm. Sáng sớm Mục Vạn Thịnh gửi báo cáo, quả nhiên ông ta đã đánh cược đúng, tổng giám đốc xinh đẹp đã ký tên. Điều này khiến Mục Vạn Thịnh càng thêm chắc chắn quan hệ giữa tổng giám đốc xinh đẹp và Dương Bách Xuyên rất mật thiết. Lần thăm dò này đã thành công. Trước mắt tôi sắp xếp cho cậu chức chủ nhiệm phòng giám định. Trước khi có giám đốc mới được điều đến hoặc là tuyển dụng, cậu toàn quyền phụ trách phòng giám định. Tổng giám đốc đã ký vào bản báo cáo này. Dương à, sau này chúng ta là đồng nghiệp, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nhé. Mục Vạn Thịnh nói câu cuối cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn là muốn Dương Bách Xuyên khen mình nhiều hơn trước mặt tổng giám đốc xinh đẹp, sao Dương Bách Xuyên lại không hiểu đạo lý trong đó kia chứ? Anh cũng biết Mục Vạn Thịnh đang có ý kết giao với mình, nhưng không nói thẳng ra mà chỉ mỉm cười đồng ý. Cảm ơn giám đốc Mục, hôm nào tôi mời ngài ăn cơm. Giám đốc gì chứ, người anh em cứ gọi tôi là Lão Mục hoặc anh Mục đều được. Được, cung kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn anh Mục. Ha ha ha, thế mới đúng chứ. Đi nào, tôi dẫn cậu đến văn phòng của cậu. Dương Bách Xuyên không ngờ một chủ nhiệm phòng giám định như anh cũng có văn phòng riêng, anh cứ tưởng mình sẽ làm việc ở khu văn phòng bình thường. Khi đến nơi anh mới biết là Mục Vạn Thịnh cố ý sắp xếp, nơi này là văn phòng của giám đốc phòng giám định, hiện tại thuộc về anh. Mục Vạn Thịnh cũng giới thiệu mười mấy nhân viên phòng giám định cho anh làm quen. Lại nói vài lời xã giao rồi rời đi. Dương Bách Xuyên ngồi sau bàn làm việc, ngầm hiểu phần lớn là nhờ Triệu Nam, cô ấy đang cất nhắc mình. Dương Bách Xuyên không muốn phụ lòng tin tưởng của đối phương. Anh mất cả buổi trưa để tìm hiểu rõ về chức trách của phòng giám định, thế mới biết đây là một bộ phận hết sức quan trọng của công ty đấu giá. Sau khi Dương Bách Xuyên hiểu được trách nhiệm của bộ phận giám định, tâm trạng cũng đã trầm xuống. Nói bộ phận này nói rất quan trọng là bởi vì nhân viên chủ yếu phụ trách tiếp nhận các món bảo vật của khách hàng, giám định phân biệt thật giả, định giá. Đồng thời cũng phụ trách về mảng điều tra chênh lệch giá của món đồ này so với bên ngoài, còn về phúc lợi thì được xem như bộ phận cao nhất của công ty. Thế nhưng bất cứ điều gì có lợi nhuận cao cũng sẽ đi kèm với việc rủi ro cao. Ngay cả trong việc phân biệt các bộ sưu tập, một khi mất mát gây ra thiệt hại lớn thì phải chịu hậu quả tương ứng. Đương nhiên, các công việc đều sẽ có nhân viên chuyên nghiệp theo dõi, trách nhiệm của chủ nhiệm Dương Bách Xuyên chính là chèo lái các món đồ được xuất ra ngoài, nhưng mà người chịu trách nhiệm cho đồ ra khỏi nơi giám định cho ra đấu giá cũng là anh. Bộ phận này tốt hay xấu đây?
Dương Bách Xuyên không nghĩ ra vì sao Triệu Nam lại điều anh vào một bộ phận quan trọng như vậy. Ngày hôm qua cô ấy đã tự mình ra tay sa thải đi rất nhiều người, ngay cả quản lý bộ phận giám định cũng bị cô ấy sa thải. Bây giờ Mục Vạn Thịnh cho anh lên làm vị trí chủ nhiệm, tuy trên danh nghĩa thì cấp bậc thấp hơn quản lý nhưng thật ra công việc lại có thể làm theo quyền hạn như quản lý. Mặc dù việc bổ nhiệm lần này theo ý kiến của Mục Vạn Thịnh, Triệu Nam cũng đồng ý, nhưng nói cách khác cô ấy mới là người đưa ra quyết định vị trí của anh. Một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp mà đã một bước lên trời, đây chính là cuộc sống hiện tại của Dương Bách Xuyên. Ngồi trong văn phòng suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định đi tìm Triệu Nam hỏi thử, vì anh không có kinh nghiệm về chuyện giải thích cho nên sợ đến lúc đó có xảy ra chuyện lại phụ sự tín nhiệm của cô ấy. Đi tới văn phòng Triệu Nam, sau khi gõ cửa, Ngải Diệp mở cửa, cô ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên rất thản nhiên cười nói, chào cậu, chủ nhiệm Dương. Một tiếng chủ nhiệm Dương thật sự làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không quen, anh nhìn trên người Ngải Diệp mặc một bộ đồng phục chuyên nghiệp gọn gàng, cùng với sự nghiệp sáng lạn của cô, không nhịn được mà nuốt nước miếng, xấu hổ cười nói, thư ký Ngải, chị gọi tên tôi là được rồi. Ha ha, cậu phải nhanh chóng thích ứng với vị trí của cậu đi. Xưng hô tại nơi làm việc cũng rất là quan trọng, mời cậu vào đi, tổng giám đốc biết cậu sẽ tới tìm cô ấy. Vừa rồi Ngải Diệp nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Dương Bách Xuyên nhìn mình, trong lòng rất vui vẻ, cố ý ưỡn ngực, nghiêng người để Dương Bách Xuyên vào cửa. Cô ta đã 30 tuổi hơn nữa lại còn là một cô gái đúng tiêu chuẩn. Bây giờ các cô gái rất để ý sức hấp dẫn của bản thân mình. Có thể được người khác phái nhìn thêm 2 lần. Điều đó chứng minh bản thân vẫn còn được trẻ đẹp như xưa. Đối với suy nghĩ trong lòng Ngải Diệp, Dương Bách Xuyên không biết nhưng lại để ý đến dáng người cô ta cố ý ưỡn ngực, thầm mắng một tiếng, hồ ly tinh à, có cần phải trêu chọc người như vậy không? Anh không kìm được lòng mà nhìn mông cô ta, nuốt nước bọt. Không thể không nói, thư ký của Triệu Nam này là một cô gái tràn ngập mị lực, muốn dáng người có vóc người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Hôm nay Ngải Diệp đeo một cái kính khung lớn, tóc ngắn ngang tai, vớ đen lại còn đi giày, lúc đi đường nhìn vào bóng lưng của cô ta càng đòi mạng người hơn. Đây chính là sự quyến rũ của trang phục nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đi theo phía sau Ngải Diệp vào trong, anh chỉ thấy một tay Triệu Nam đang cầm điện thoại, một tay ghi chép cái gì đó, trong miệng thỉnh thoảng nói vài câu, giọng nói lúc lớn lúc nhỏ, bày ra khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ. Mái tóc dài đen nhánh vẫn được xóa ra đằng sau, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng, hai tay đeo khuyên tai màu tím, nhìn xuống là cần cổ trắng như ngọc, chỉ thấy vết máu ngày hôm qua bị khuất mạc dùng dao găm cắt qua vẫn còn đó, hôm qua cô ấy đã đi bệnh viện băng bó một chút nhưng hôm nay đã bỏ băng gạc ra rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ ngày mai có nên mang cho cô ấy một bình đan chú nhan hay không, để xóa đi vết dao trên cổ cô ấy. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi qua, Triệu Nam đưa ra một bàn tay ý bảo Dương Bách Xuyên ngồi trước. Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo mà ngồi xuống sofa chờ cô ấy gọi điện thoại. Ngải Diệp đi tới đưa cho anh một chén trà, mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của Triệu Nam. Văn phòng của Tổng Giám Đốc lớn như vậy chỉ còn lại 2 người Triệu Nam và Dương Bách Xuyên, len lén nhìn, Dương Bách Xuyên phát hiện hôm nay Triệu Nam không mang theo Vượng Tử đến, chắc là để ở nhà, vốn dĩ còn chuẩn bị cho Vượng Tử 2 quả hồng thơm. Bây giờ lại không có việc gì, Dương Bách Xuyên ngồi ở một bên nhìn Triệu Nam gọi điện thoại, nhưng lại không nghe được vào tai một chữ nào trong nội dung điện thoại, ngược lại, anh lén lút nhìn vào đùi ngọc dưới bàn làm việc của cô ấy. Một giây sau Triệu Nam cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, cô ấy phát hiện ánh mắt Dương Bách Xuyên đang nhìn chằm chằm bắp chân mình, trong lòng chép một tiếng, sắc mặt đỏ lên nói, đẹp không? Đẹp. Sau khi Dương Bách Xuyên nói ra liền cảm giác không thích hợp. Vội vàng ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ bừng che giấu sự xấu hổ. À không, tôi. Lắp bắp hồi lâu muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như nào. Giờ phút này cậu Dương chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật là mất mặt quá mất mặt, lén nhìn chân ngọc còn bị người ta bắt được, trên đời này còn có điều gì đáng xấu hổ hơn thế không? Ha ha, Triệu Nam đỏ mặt cười, nhìn thấy bộ dáng này của Dương Bách Xuyên, cô ấy không khỏi bật cười. Tuy cô ấy là tổng giám đốc công ty nhưng cô ấy cũng là con gái, mọi cô gái đều không hy vọng bản thân mình bị con trai soi mói, điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của cô ấy vẫn còn. Anh, có phải anh tìm tôi để hỏi về chuyện chức vị của anh hay không?
Triệu Nam thu hồi nụ cười hỏi Dương Bách Xuyên. À đúng vậy, tôi đến đây là để hỏi thử, chức vị này của tôi sợ sẽ làm không tốt, tôi nghĩ là cô nên tìm thêm một người có thể dẫn dắt được bộ phận giám định này. Tôi là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp lại không có kinh nghiệm gì sợ rằng sẽ gây phiền phức đến cho cô. Nói về công việc thì cả hai đều rất là nghiêm túc. Triệu Nam nhìn Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, tôi đã xem qua tư liệu của anh rồi, sinh viên học khá giỏi ở khoa lịch sử đại học Cố Đô, bản báo cáo rất tốt, tôi đặt anh vào vị trí này, bản thân tôi đã cảm thấy đủ rồi. Còn có một lý do quan trọng hơn là tôi cần một người đáng tin cậy, về phần trách nhiệm chỉ là thứ hai, hơn nữa. Anh không cần phải lo lắng về các vấn đề công việc, mỗi phân đoạn đều có một người chuyên nghiệp làm, những gì anh cần làm chỉ là chèo lái là được rồi. Tôi sẽ cho anh một quyền hạn, trong phương diện tiếp nhận bộ sưu tập của khách hàng và những bộ sưu tập mà công ty chúng ta tự nhận, chỉ cần là món dưới 50 vạn sẽ là do anh tự mình làm chủ còn hơn 50 vạn thì anh trực tiếp báo cho tôi, như vậy sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, đơn hàng lớn không phải ngày nào cũng có. Ngay cả món đồ hơn 100 vạn thì trong một tháng cũng sẽ không có mấy món nào được tung ra thị trường, cho nên anh cứ yên tâm làm đi, có cái gì không hiểu thì cứ hỏi cấp dưới là được. Trong công ty có một đội ngũ chuyên nghiệp trong việc giám định, nói cho cùng thì khi tôi đặt anh vào vị trí này cũng là do tôi không thể tin tưởng người khác, mặc dù thời gian chúng ta tiếp xúc không dài nhưng duyên phận thì có thừa, thế nên tôi coi anh như là một người bạn vậy. Dương Bách Xuyên nghe cô ấy nói xong trong lòng cũng rất cảm động. Nếu là như vậy vậy thì không thành vấn đề, hơn nữa người ta cũng đã nói rõ ràng, cô ấy chỉ cần một người có thể tin tưởng ở bộ phận này. Đây là sự tín nhiệm của Triệu Nam đối với anh. Trịnh trọng gật đầu, Dương Bách Xuyên cũng không nói cái gì. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc Triệu Nam vang lên, Dương Bách Xuyên biết bây giờ cô ấy đang cải cách công ty, mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, anh biết điều nên đứng dậy chào tạm biệt và rời đi. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến anh nói với Triệu Nam, buổi trưa cô có thời gian không, tôi mời cô đi ăn cơm. Triệu Nam vừa muốn nghe điện thoại, sửng sốt, lập tức cười nói, được rồi. Thấy cô ấy sảng khoái đồng ý, Dương Bách Xuyên cũng cười rồi rời khỏi văn phòng. Còn giám đốc đầu dây bên kia lại nghe Triệu Nam nhận điện thoại, giọng điệu có chút lạnh lùng nói, buổi trưa tôi có hẹn không có thời gian nói xong, cô ấy lập tức cúp điện thoại. Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều, đi ra khỏi văn phòng của Triệu Nam liền đi tìm người của bộ phận giám định làm quen với tình hình. Buổi trưa sau khi tan tầm, Dương Bách Xuyên cố ý chờ Triệu Nam tan tầm cùng đi ăn cơm. Hai người đi ra khỏi thang máy, Dương Bách Xuyên hỏi cô ấy, cô muốn ăn cái gì? Triệu Nam mỉm cười nói, sao tôi lại thấy giọng điệu của anh như đang phát tài vậy, nếu vậy thì tôi sẽ phải làm một bữa thật hoành tráng. Không thành vấn đề. Kiếm được chút tiền mời bà chủ như cô đi ăn cơm không thành vấn đề. Trong lòng anh nghĩ cuối cùng cũng có thể khoe khoang một trận rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, lúc đến bãi đỗ xe, Triệu Nam muốn lái xe thể thao của cô ấy thì Dương Bách Xuyên rốt cục cũng đã bắt được cơ hội nói, ngồi xe của tôi đi, tôi có xe. Trong lúc nói chuyện nhấn điều khiển từ xa. Bíp bíp. Báo động của BMW 7 Series vang lên. Vẻ mặt Triệu Nam ngây ngốc. Một lúc sau mới phục hồi tinh thần nói anh. Đây là xe của anh. Nói xong cảm giác những lời này của mình có chút khinh thường người khác, vội vàng lại nói, không phải, ý của tôi chính là, anh lái BMW để đi làm sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên có hơi đắc ý, nói một lúc, ha ha, đi thôi, đợi lát nữa ăn cơm rồi nói tiếp. Trong lòng Triệu Nam lại có chút khiếp sợ. Cô ấy nhớ rõ hơn 3 tháng trước khi gặp mặt Dương Bách Xuyên ở công viên là lúc anh bị bạn gái ghét bỏ, trực tiếp chia tay lại còn bị sỉ nhục một trận. Không ngờ hơn 3 tháng sau, anh lái chiếc BMW 7 Series mới nhất gần 300 vạn để đi làm. Sự thay đổi quá lớn đến nỗi cô ấy bị sốc. Nhưng mà cô ấy cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn là anh có chuyện xưa khác đi. Mở cửa xe ra, Dương Bách Xuyên vừa muốn mời Triệu Nam lên xe. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao Ferrari thấp mang theo tiếng ầm ầm dừng lại trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, người đi xuống là một thanh niên đeo kính râm, nhìn qua chừng 25-26 tuổi, trong tay hắn còn cầm một bó hoa hồng lớn, nhìn về phía Triệu Nam trong miệng còn thân thiết kêu lên, Nam Nam. Ngay lập tức trong lòng Dương Bách Xuyên cứng đờ, hoa hồng đỏ tươi, xưng hô thân mật, làm cho Dương Bách Xuyên không cần mở não cũng biết người thanh niên này có lẽ là người theo đuổi Triệu Nam.
Trong tiềm thức, Dương Bách Xuyên đã coi thanh niên này trở thành kẻ địch hoặc có thể nói là tình địch thì càng thích hợp hơn. Dù sao ngay cả chính anh cũng không cảm giác được, trong nội tâm phản ứng không được thoải mái. Anh phát hiện Triệu Nam đứng ở bên cạnh đã thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt đã biến thành một nữ tổng giám đốc lạnh lùng. Phát hiện được chuyện này làm cho bên trong Dương Bách Xuyên cảm thấy vui vẻ. Anh thầm nghĩ, có vẻ như Triệu Nam không muốn gặp tên này. Nam Nam, anh nghe nói hôm qua em bị thương, anh đặc biệt đến đây để thăm em, thế nào, không có chuyện gì chứ? Thanh niên đi tới, đưa hoa hồng trong tay cho Triệu Nam. Nhưng Triệu Nam không nghe, nhướng mày lạnh lùng nói, Diệp Khai, xin anh hãy gọi tên đầy đủ của tôi và anh không thân thiết như vậy. Dương Bách Xuyên đứng ở một bên cũng nghe được tên của người thanh niên từ miệng Triệu Nam là Diệp Khai, hiện tại anh không rõ lai lịch của anh ta thế nào. Chỉ thấy Diệp Khai tháo mắt kính ra, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, ở trong mắt Dương Bách Xuyên diện mạo của người này tương đối ẻo lả, trong lòng anh âm thầm đánh giá. Quả nhiên, Diệp Khai đối với giọng điệu lạnh lùng của Triệu Nam không thèm để ý chút nào, trên mặt còn mỉm cười nói, Nam Nam, anh biết chuyện của chúng ta khiến em không thể tiếp nhận được ngay lập tức. Anh cũng hiểu lý do em lại từ Yên Kinh chạy đến loại chỗ ở như Cố Đô này là đang giận dỗi, nhưng chuyện của chúng ta là do ông cụ của hai nhà định ra, anh và em đều không thể thay đổi. Cho dù em có muốn gặp anh không thì anh cũng là chồng sắp cưới của em, lần này tới anh hy vọng em có thể trở về Yên Kinh cùng anh. Chờ Diệp Khai nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, sao nghe lại không thích hợp vậy? Trong miệng tên Diệp Khai này, hình như anh ta vừa nói mình là chồng sắp cưới của Triệu Nam nhỉ. Hơn nữa nghe ý tứ, hôn sự của bọn họ là do ông cụ của hai nhà định ra. Ngay lúc não bộ Dương Bách Xuyên đang bị nhồi nhét xử lý thông tin thì Triệu Nam đã lạnh lùng nói với Diệp Khai, tôi muốn nói lại một lần cuối cùng, tôi là tôi, còn anh là anh, chúng ta cũng không có khả năng, chuyện của tôi không cần anh quản, có trở về Yên Kinh hay không là chuyện của tôi. Dường như lúc này Diệp Khai đã mất kiên nhẫn, trong giọng nói còn mang theo sự giận dữ nói, được, nếu như em không trở về vậy thì anh sẽ ở Cố Đô cùng với em cho đến khi nào em theo anh trở về mới thôi. Còn một chuyện anh cũng phải nói rõ ràng với em, mặc dù chuyện hôn nhân là do ông cụ của hai nhà định ra, nhưng anh muốn nói cho em biết, cho dù không có ông cụ của hai nhà chỉ hôn, anh cũng thích em, đồng nghĩa với việc sẽ theo đuổi em. Đủ rồi, Triệu Nam ngắt lời Diệp Khai và nói, Diệp Khai tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi đã có người mình thích. Ai đồng ý gả cho anh thì đi tìm người đó đi. Đừng có làm phiền tôi. Lời nói của Triệu Nam tương đối không nể mặt, ngược lại làm cho Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nghe trong lòng rất sảng khoái, nhưng ngay lập tức trong lòng cũng chấn động, vậy mà cô ấy nói trong lòng cô ấy đã có người mình thích. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên rất muốn hỏi thử xem người cô ấy thích là ai. Cũng may là Diệp Khai đã giúp anh hỏi ra. Đối mặt với sự ghét bỏ của Triệu Nam nhiều lần, thậm chí cô ấy còn nói là đã có người mình thích để chặn miệng anh ta, Diệp Khai là cậu cả của nhà họ Diệp chưa từng chịu nổi cơn giận như vậy, anh ta cười lạnh nói, được, em nói xem người em thích là ai. Chỉ cần có, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh cũng muốn xem, trên đời này có ai xứng đáng với em. Diệp Khai chỉ coi như Triệu Nam đang tức giận nên nói ra những lời này. Mà Triệu Nam cũng thật sự đang tức giận, bị Diệp Khai hỏi ngược lại một câu. Ma xui quỷ khiến cô ấy đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên kéo cánh tay Dương Bách Xuyên và nói, anh ấy chính là người tôi thích, là bạn trai tôi, hài lòng chưa? Anh có thể đi ngay bây giờ không? Hành động bất thình khiến cho Dương Bách Xuyên kinh ngạc, anh không nghĩ tới Triệu Nam lại thân mật kéo cánh tay mình lên, nói ra một câu bạn trai. Mặc dù anh biết Triệu Nam chỉ đang đối phó với Diệp Khai nên nói bừa, nhưng sau khi phản ứng lại, nội tâm của anh vẫn mừng thầm một chút. Phối hợp với Triệu Nam diễn trò dứt khoát ôm eo cô ấy. Rõ ràng anh cảm thấy cả người Triệu Nam chấn động, nhưng không nói gì, điều này làm cho lá gan của Dương Bách Xuyên lớn hơn rất nhiều. Mà khuôn mặt Diệp Khai đã biến thành màu gan heo, trầm giọng nhìn Triệu Nam nói, nếu như em vì tức giận anh mà tùy tiện tìm một người như vậy, thế chính là đang hại anh ta, nếu như anh ta thật sự là người em thích thì lại càng hại anh ta. Triệu Nam nghe Diệp Khai nói vậy, thân thể cứng đờ, giờ phút này mới nhớ tới, Diệp Khai ở Yên Kinh có biệt hiệu là kẻ điên họ Diệp. Cái tên điên này không phải là gọi không, chuyện gì anh cũng dám làm, lời vừa rồi tuyệt đối không phải là nói đùa, trong lòng âm thầm hối hận, cô
cô ấy lại làm liên lụy đến Dương Bách Xuyên rồi. Nhưng mà vào lúc này cô ấy đã cưỡi hổ thì khó mà dừng lại, cho dù bây giờ có muốn nói Dương Bách Xuyên không phải là bạn trai thì cô ấy tin rằng đêm nay Dương Bách Xuyên cũng sẽ bị Diệp Khai giết chết, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có một con đường này thôi. Cô ấy nhìn Diệp Khai trầm giọng nói, Diệp Khai, tôi nói cho anh biết, anh ấy chính là bạn trai tôi, nếu anh dám động vào anh ấy có thể thử xem. Ha ha, Diệp Khai đột nhiên cười lạnh, ngay lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Chấm chấm chấm. Cách đó không xa, có một chiếc Audi màu đen chạy tới. Rất nhanh dừng lại bên cạnh Diệp Khai, bước xuống là một người trung niên, vóc người không cao, chắc chỉ cao khoảng 1m6. Sau khi đi tới bên người Diệp Khai, mặt không vẫn không có cảm xúc gọi, cậu cả. Trong mắt Dương Bách Xuyên nhìn qua chỉ là một tên đầy tớ. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại không biết người trung niên năm này ước chừng 35-6, thật sự là người hầu của nhà họ Diệp. Diệp Khai giống như là mãng xà độc nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên nói, cắt đứt chân anh ta. Vâng. Cuộc đối thoại của hai người. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên thật sự là kiêu ngạo đến không giới hạn, vậy mà tùy ý nói một tiếng muốn cắt đứt chân của anh sao? Có bản lĩnh này không? Dương Bách Xuyên cười lạnh, lúc trước ngay từ đầu đã bị Diệp Khai này làm lơ, coi như không khí, mãi đến khi Triệu Nam nói anh là bạn trai của cô ấy, anh ta mới thèm để anh vào mắt, hơn nữa trong miệng còn gọi anh là một thứ gì đó. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất tức giận. Bây giờ lại có một người giống như đầy tớ thuận miệng muốn cắt đứt chân anh. Anh đã gặp qua nhiều người kiêu ngạo nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng, lúc này sắc mặt Triệu Nam tái mét buông cánh tay Dương Bách Xuyên chắn ở trước mặt Dương Bách Xuyên nói, Diệp Khai, hôm nay nếu như anh dám động vào Dương Bách Xuyên, tôi và anh coi như chấm dứt. Trong lòng Triệu Nam bối rối, người bình thường không biết, nhà họ Triệu và nhà họ Diệp các cô đều là gia tộc võ giả cổ truyền lâu đời ở Trung Quốc. Người trung niên bên cạnh Diệp Khai cô cũng biết, là người của nhà họ Diệp, võ giả cổ chuyên môn bảo vệ Diệp Khai, đã sớm nghe nói qua ông ta rất là lợi hại, mấy năm nay đều đi theo bên người Diệp Khai làm loạn khắp nơi. Nếu như hôm nay Diệp Khai thật sự muốn động vào Dương Bách Xuyên thì cô ấy thật sự không có cách nào. Ở Yên Kinh, Diệp Khai mang tiếng là kẻ điên, chính là bởi vì chuyện gì anh ta cũng dám làm. Triệu Nam rất hối hận. Thầm mắng mình làm việc không suy nghĩ chu đáo, lần này thì hay rồi, làm kéo theo Dương Bách Xuyên bị liên lụy, nếu như anh bởi vì chuyện này mà bị gãy chân, cô ấy sẽ áy náy đến chết mất. Người trung niên đứng bên cạnh Diệp Khai nhìn thấy Triệu Nam chắn trước người Dương Bách Xuyên, ông ta dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Khai. Mà trong miệng Diệp Khai lạnh lùng nói ra hai chữ, ra tay giọng điệu rất kiên định, dường như thật sự muốn cắt đứt chân của Dương Bách Xuyên. Triệu Nam nhìn thấy bộ dáng độc ác của Diệp Khai, trong lòng Triệu Nam dao động, cô ấy đã chuẩn bị thỏa hiệp, không thể để liên lụy đến Dương Bách Xuyên khiến anh phải vướng tai họa. Nhưng đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên ra tay nói, Nam Nam, cô tránh ra, ngược lại tôi muốn nhìn xem, cậu cả nhà họ Diệp làm thế nào để có thể cắt đứt chân tôi. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên vòng qua Triệu Nam tiến lên một bước, nhìn thoáng qua Diệp Khai, lập tức nhìn về phía người trung niên trước mặt. Người này bàn chân rất ổn định, trên khớp xương của hai tay đều có thể nhìn thấy vết chai, điều này chứng tỏ ông ta là người luyện võ quanh năm. Hơn nữa từ khi người trung niên này xuất hiện, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được khí huyết trên người ông ta rất ổn định, bộ dáng có hơi giống như là tu luyện thuật dẫn thể, nhưng anh không xác định được có phải hay không. Dương Bách Xuyên không xác định trên trái đất này còn có tồn tại người tu luyện thuật dẫn thể khác hay không. Nếu có, người trung niên trước mắt này cho anh cảm giác đó. Triệu Nam nghe được Dương Bách Xuyên gọi cô ấy một tiếng Nam Nam, sửng sốt để cho Dương Bách Xuyên đi tới phía trước. Mà sau khi Diệp Khai nghe được cách xưng hô của Dương Bách Xuyên với Triệu Nam thì càng thêm nổi giận, nói về phía người trung niên, ông Mặc, còn không mau ra tay, cắt làm đôi cho tôi. Triệu Nam lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản. Nhưng đã chậm một bước. Cô ấy chỉ thấy người trung niên nhân được Diệp Khai gọi là ông Mặc, không âm thanh không tiếng động đấm một cú về phía Dương Bách Xuyên. Mà trong mắt cô ấy, Dương Bách Xuyên cũng bước lên một bước đứng đối diện với nắm đấm của người trung niên. Bốp! Một tiếng va chạm giữa hai nắm đấm nặng nề vang lên giữa sân. Sau đó chỉ thấy Dương Bách Xuyên và người trung niên kia lùi lại ra đằng sau vài bước.
ông Mặc lùi lại 4 bước mới dừng lại. Còn Dương Bách Xuyên thì lùi lại 3 bước. Giờ phút này Triệu Nam nhìn ra hình như Dương Bách Xuyên cũng không có tầm thường, tuy rằng cô ấy vì quy củ của gia tộc nên không có tập võ nhưng đối với người có học võ cũng không xa lạ. Trong nháy mắt, mắt cô ấy sáng lên, không ngờ Dương Bách Xuyên vậy mà cũng là người tập võ. Mà ông Mặc và Diệp Khai cũng ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại mạnh mẽ như vậy. Phục hồi lại tinh thần, ông Mặc nhìn Dương Bách Xuyên, nhìn thẳng lên, lúc trước ông ta cho rằng anh chỉ là người thường nhưng vừa mới dùng một nắm đấm, mới phát hiện ra tên nhóc này rất không đơn giản, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có thể đối cứng với ông ta một quyền, hơn nữa còn không có rơi vào thế hạ phong. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng giật mình, cơ bản anh có thể xác định, người này chính là một người tu luyện thuật dẫn thể, hoặc là nói cách khác ông ta là một người tu luyện toàn bộ võ công có nội có ngoại. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc, ngoại trừ anh ra còn có người thứ hai tu luyện thuật dẫn thể. Ông Mặc nhìn Dương Bách Xuyên đột nhiên nắm chặt tay phải đặt vào lòng bàn tay trái và ôm thành nắm trước ngực và nói, không ngờ cậu cũng là một võ giả cổ, kẻ hèn này là Mặc Hành của nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhìn người trung niên tự xưng là Mặc Hành trịnh trọng ôm quyền hành lễ, cảm giác rất thú vị, giống như đang diễn phim võ hiệp trên TV vậy. Anh cũng làm bộ ôm quyền xem như là đáp lễ, còn về phần võ giả cổ trong miệng ông ta nói vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, nghĩ đến có lẽ chỉ là người tu luyện thuật dẫn thể mà thôi. Tôi là Dương Bách Xuyên, nếu như ông không phục, chúng ta lại tiếp tục. Dương Bách Xuyên nói về phía Mặc Hành, có chút kiêu ngạo nho nhỏ, một quyền đối cứng vừa rồi, anh cảm nhận được trong cơ thể Mặc Hành có một cỗ sức mạnh, nhưng chắc chắn ông ta không phải là đối thủ tu chân khí như anh. Nếu như liều mạng thì Dương Bách Xuyên nắm chắc được mình sẽ chiến thắng Mặc Hành. Trong lòng vẫn còn kinh ngạc một lúc, từ trong cơ thể Mặc Hành anh cảm nhận được sức mạnh, trong nháy mắt va chạm nắm đấm với ông ta, anh lập tức có một cỗ năng lượng truyền đến. Dương Bách Xuyên biết đó là nội lực tu luyện thuật dẫn thể sinh ra. Tuy rằng cũng mạnh mẽ nhưng chắc chắn không phải là đối thủ tu chân khí như anh. Nội lực và chân khí tuyệt đối là hai loại năng lượng khác nhau về cấp độ. Tu luyện chân khí đến cuối cùng có thể thi triển pháp thuật, mà nội lực chỉ là năng lượng đơn thuần. Nghe được Dương Bách Xuyên nói chuyện, Mặc Hành còn chưa mở miệng, Diệp Khai đã ở một bên nheo mắt lại nói, trong võ cổ Tây Bắc không nghe nói có họ Dương, tên nhóc cậu và nhà họ Mã có quan hệ gì. Quản chuyện thối tha của anh đi, Dương Bách Xuyên trực tiếp thô lỗ mắng anh ta một cậu, anh làm sao biết được nhà họ Mã kia là ai. Diệp Khai giận dữ, cậu thiếu đòn sao. Hôm nay cho dù cậu có là dòng chính của nhà họ Mã ở Tây Bắc thì tôi cũng phải cắt đứt được một chân của cậu. Cậu đừng tưởng rằng ông Mặc không phải là đối thủ của cậu thì sẽ vô địch thiên hạ, muốn xử lý cậu dễ như trở bàn tay. Nói xong, anh ta sải bước ra đã cho một kích khai sơn trưởng và bước thẳng đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Lúc này ông Mặc ở một bên vội vàng nói, cậu chủ cẩn thận, thực lực của cậu ấy là minh kình đỉnh phong tiểu tông sư đấy. Mặc Hành vừa mới giao thủ với Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được thực lực của Dương Bách Xuyên, ông ta biết rõ ông không phải là đối thủ của anh, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Không ngờ cậu chủ nhà mình lại dứt khoát ra tay như thế, tuy rằng biết Diệp Khai tu luyện võ học phong vân trưởng, công lực có chút thành tựu, miễn cưỡng cũng có thể coi là cấp bậc tiểu tông sư. Nhưng theo cảm nhận của Mặc Hành, công lực trong cơ thể Dương Bách Xuyên rất tà ác. Vừa rồi trong lúc tiếp xúc ông ta có thể cảm nhận được Dương Bách Xuyên chưa xuất ra toàn lực. Diệp Khai bướng bỉnh không nghe lời, với danh hiệu kẻ điên thì làm sao có thể nghe lời khuyên của Mặc Hành, lúc trước vốn dĩ không muốn ra tay bởi vì là ở trong mắt anh ta thì Dương Bách Xuyên không có tư cách để cho cậu cả của nhà họ Diệp ra tay, phất tay gọi Mặc Hành vẫn luôn đi theo anh ta tới là muốn để Mặc Hành ra tay dạy dỗ Dương Bách Xuyên là đủ rồi, thế nhưng ai mà biết được Mặc Hành lại không phải là đối thủ. Càng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên cũng là võ giả cổ. Trước khi Dương Bách Xuyên và Mặc Hành giao thủ thì ánh mắt của Diệp Khai có lộ ra một tia sáng, anh ta cũng đã nhìn ra thực lực của Dương Bách Xuyên nhưng ngược lại anh ta không chỉ không có chút sợ hãi nào mà còn kích thích đến tinh thần chiến đấu của anh ta. Là dòng chính của gia tộc võ cổ nhà họ Diệp ở Trung Quốc, từ nhỏ Diệp Khai đã tu luyện phong vân trưởng của nhà họ Diệp, trong thời gian ngắn ngủi 25 tuổi đã thành công, đạt tới cấp bậc tiểu tông sư ai cũng tha thiết ước mơ. Nếu như tiến thêm một bước nữa sẽ đạt đến tông sư chân chính, cho nên Diệp Khai có sự kiêu ngạo của anh ta. Biết Mặc Hành là minh kình hậu kỳ chênh lệch với ông ta một tiểu cảnh giới mà thôi nhưng lại có thể bị Dương Bách Xuyên đánh một quyền rơi vào thế hạ phong,
Điều này có thể cho thấy rõ ít nhất Dương Bách Xuyên là minh kính đỉnh phong hoặc là giống như anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.